Y đạo quan đồ. Chương 111, Thượng Tiên Đả Tú Cầu. Trung Quốc đại lục có đến vài tỷ dân, với số lượng miệng nhiều như vậy thì cho dù chỉ là một chuyện còn con cũng được truyền đi với tốc độ chóng mặt. Lúc cái tin đồn kia truyền tới tai chủ nhiệm văn phòng tỉnh Bình Hải Quách Thụy Dương hắn càng nhận thấy tiểu tử Trương Dương này càng thêm thâm bất khả chắc. Trước kia bởi vì Trương Dương có quan hệ với cố gia đồng nên hắn mới chịu liếc mắt để ý một chút, nhưng hiện tại gã tiểu phó khoa nho nhỏ này lại là người thân của văn phó tổng thống thì lại không còn tầm thường nữa. Cho dù là lãnh đạo, là cấp trên của tiểu tử Trương Dương kia nhưng không hiểu sao chân hắn lại cứ thế từng bước một bước tới chỗ Trương Dương đang đứng, trên mặt lại là nụ cười niềm nở tươi giói. Lúc tới chỗ Trương Dương hắn liền vui vẻ bắt tay rồi ghé sát tai thấp giọng nói, Trương Dương à, sao đến cả lương bí thư thị ủy thành phố Đông Giang cũng muốn tới đây vậy? Audio điện tử võ tấn bền Trương Dương nghe mà thấy nao nao, danh sách khách mời tới dự khai trương nhà hàng Trương Dương đã phải bàn bạc khá kỹ với Cố Giai Đồng, mà hai người bọn họ cũng không có mời Lương Thiên Chính tới. Trương Dương cũng biết đang giữ chức vị bí thư thị ủy thành phố Đông Giang, một phó cán bộ cấp tỉnh, lại có một chân trong ủy ban thường vụ tỉnh, cư nhiên sao lại chạy tới đây dự tiệc. Trương Dương vừa nhắc tới tên Lương Thiên Chính, Cố Giai Đồng cũng ngạc nhiên không kém Trương Dương, nhưng rất nhanh nàng liền hiểu ra chắc hắn ta tới đây cũng vì nghe được tin tức buổi tiệc hôm nay có la tuệ chữ tới dự, mà tin tức này tám phần cũng bắt nguồn từ Quách Thụy Dương mà ra. Mấy việc này cố gia đồng có nhiều kinh nghiệm xử lý hơn Trương Dương, rất nhanh nàng liền đưa ra quyết định, mau kêu người chuẩn bị bàn tiệc mới chiêu đãi mấy người khách không mời mà tới này. Kết thúc nghi lễ khai trương đơn giản xong, Trương Dương thịnh tình mời mọi người nhập tỏa thì cũng là lúc Lương Thiên Chính đang ngồi xe của văn phòng đại diện tỉnh Bình Hải đến buổi lễ khai trương. Lương Thiên Chính năm nay 51 tuổi là người có rất nhiều hy vọng được tiến vào nội các chính phủ. Lần này hắn tới dự tiệc ngoài danh phận là thành viên của Ủy ban Thường vụ tỉnh, việc của văn phòng đại diện huyện Xuân Dương đương nhiên cũng nằm trong thẩm quyền của hắn, lãnh đạo quan tâm tới cấp dưới là việc kinh thiên địa nghĩa. Về việc tư, nghe nói là phu nhân phó tổng thống cũng tới về lễ, về tiết hắn đều phải chạy tới bái phòng. Vậy chung quy lại hắn có đủ chuyện công lẫn chuyện tư để tới dự buổi tiệc khai trương này lương thiên chính cũng mang tới bốn cây phát tài để chúc mừng đi cùng hắn còn có chủ nhiệm văn phòng đại diện đông giang thấy lương thiên chính tới mà cố giai đồng cũng chẳng vui vẻ chút nào nếu như muốn đến chúc mừng thì tại sao không thèm báo trước một tiếng lại tự tiện vác mặt đến dự căn bản là hắn chẳng thèm coi trương dương hay mình vào mắt như vậy cũng thể hiện hắn không nể mặt cha mình chút nào lần này hắn tự dưng không mời mà tới tám chín phần là do quách thụy dương báo tin thân là con gái của bí thư tỉnh ủy hiển nhiên khứu giác chính trị của cố giai đồng cũng hơn hẳn người thường, chỉ từ một sự việc tưởng như đơn giản vậy mà nàng có thể nhìn ra được nhiều điều ẩn giấu bên trong. Lương Thiên Chính mỉm cười đi tới trước mặt cố giai đồng nói, giai đồng, sao có tiệc khai trương lớn như vậy lại không mời thúc tới. Nếu không phải hôm qua nhờ quách chủ nhiệm nhắc tới thì chắc ta đã lỡ mất buổi tiệc hôm nay rồi. Cố giai đồng cũng nở nụ cười đầy thân thiết nhưng lời nói lại chẳng khác gì tát thẳng vào mặt hắn, lương thúc thúc, Tại cháu cũng không biết thuốc tới Bắc Kinh từ bao giờ, bằng không cháu đã tự mình tới tận nơi mời thuốc tới dự tiệc rồi. Ngoài miệng thì nói lời khách sáo, trong lòng lại thầm mắng đồ đạo đức giả, rồi nàng quay sang giới thiệu Trương Dương cho hắn biết. hiển Nhiên Lương Thiên Chính cũng chẳng để vào mắt một gã chủ nhiệm văn phòng đại diện cấp huyện, chỉ nhàn nhạt gật đầu rồi nói vài câu lấy lệ, chàng trai tuổi còn trẻ quá ha. Quả thực rất có tiền đồ đó. Trương Dương cũng nhận ra Lương Thiên Chính chẳng có chút thật tình nào cũng vươn tay ra bắt tay với hắn như cho đủ thủ tục điều khiến trương dương thấy ngạc nhiên nhất là phía sau lương thiên chính còn khá nhiều người mà đa số trương dương lại chẳng biết mặt chắc đám người này cũng chỉ theo đuôi lương thiên chính tới chẳng có quan hệ gì trương dương cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán những mối quan hệ trên quan trường đúng là rắc rối phức tạp mình lại phải mất công bắt tay tiếp đón từng người một bất quá người ta cũng không phải đi tay không đến tất cả đều có quả hoặc phong bao lì xì Nhìn vào bảng danh sách liền thấy đại đa số những người không mời mà tới dự tiệc hôm nay đều tới từ Đông Giang, mà hầu hết là người của các công ty, các cơ sở sản xuất có văn phòng đại diện ở Bắc Kinh, bọn họ tới cũng không ngoài mục đích lấy lòng lương thiên chính. Lần này Trương Dương cũng có mời Chủ tịch huyện Xuân Dương Tần Thanh tới dự nhưng thật không ngờ mấy hôm trước nàng ta đã hoàn thành khóa học tại trường đảng và trở về Xuân Dương công tác rồi. Mà với tính cách của nàng ta thì chắc cũng chẳng muốn tới mấy chỗ đông người như thế này, thế nào mà chẳng tìm lý do từ chối không đi. Tiệc rượu nhà hàng chuẩn bị khá tốt, Trương Dương giao phần công tác hậu cần cho Vu Tiểu Đông quản lý, còn mình thì cùng Vu Tiểu Đông phụ trách việc tiếp đón bắt chuyện quan khách. Trương Dương bắt đầu cầm ly đi kính rượu từng bàn một, tuy rằng Trương Dương chẳng mấy ấn tượng gì với đại đa số khách mời ở đây thế nhưng tất cả bọn họ đều phải kinh sợ trước tử lượng của Trương Dương. Phải biết rằng ở đây không ít bàn tiệc, mà mỗi bàn thằng nhãi này đều uống cạn một ly thử hỏi ở đây có mấy người có tử lượng như hắn. Khác với Trương Dương, nhiệm vụ chủ yếu của cố giai đồng là tiếp đón thật tốt la tuệ chữ, nàng cũng có chuẩn bị riêng một bàn tiệc nhỏ phía trong, chủ yếu là để đón tiếp la tuệ chữ, đỗ thiên giã, nhưng thật không ngờ lương thiên chính lại không mời mà tới, hơn nữa hắn ta lại còn trực tiếp đi thẳng đến chỗ này nữa. La tuệ chữ cũng khá thân quen với lương thiên chính, thấy hắn ta tới liền mở lời chào hỏi trước, tiểu lương đó à, người cũng tới đây sao? bị la tuệ chữ gọi là tiểu lương, trước mặt nhiều người như vậy mà lương thiên chính không hề tỏ vẻ khó chịu chút nào, mà ngược lại trên mặt hắn lại hiện lên vẻ vinh quang không nói lên lời. Những lời này của la tuệ chữ cũng biểu lộ cho mọi người ở đây biết, lương thiên chính với văn gia có quan hệ rất gần. Lương thiên chính không chút khách khí ngồi thẳng xuống bàn cười nói, là a di văn phòng đại diện huyện Xuân Dương cũng là một bộ phận của tỉnh Bình Hải. Thân là một thành viên trong ủy ban thường vụ tỉnh Bình Hải, đương nhiên cháu phải chăm lo tới cấp dưới của mình rồi. La Tuệ chữ cười cười không nói gì, đương nhiên bà cũng không tin cái lý do đó của hắn. Chỉ là một gã chủ nhiệm văn phòng đại diện cấp huyện mở nhà hàng làm sao khiến một cán bộ cao cấp cấp tỉnh như hắn phải đích thân tới dự như vậy. Bà cho rằng Lương Thiên Chính tới đây thì tám phần là vì cố gia đồng, đương nhiên nàng không biết rằng tất cả nguyên do đều từ cái gã chủ nhiệm văn phòng đại diện nho nhỏ ngoài kia. Cố gia đồng mỉm cười nhìn Lương Thiên Chính, đột nhiên nàng lại nghĩ tới phải chăng hắn ta tới không chỉ để làm thân với la a di mà sợ rằng hắn tới là để thông báo tin tức nào đó chỉ có trương dương là không mấy quan tâm tới việc đó bởi nhẽ hắn cho rằng hắn vẫn chỉ là một gã phụ cấp nho nhỏ cấp huyện đương nhiên không có tư cách tham gia mấy việc tranh đấu của đám lãnh đạo cao tầng kia hiện giờ chỉ cần chăm lo tốt công tác của bản thân để sớm được chuyển thành chính khoa rồi thì dần dần tiến những bước xa hơn trên sự nghiệp làm quan của mình bầu không khí buổi tiệc rượu cũng khá vui vẻ trương đại quan nhân tỏ ra hào sảng phấn kích mà cố tiểu thư lại càng khiến buổi lễ khai trương ngày hôm nay có tư vị đặc biệt khác thường không ít đơn vị doanh nghiệp đã biểu lộ mong muốn hợp tác dài hạn với nông gia tiểu viện trương dương vẫn đang làm tốt công tác của mình đi từng bàn từng bàn một tiếp rượu lúc đang uống vui vẻ thì vu tiểu đông từ xa đi tới ghét sát tai hắn nhỏ giọng nói trương chủ nhiệm bên ngoài có người tìm ngài Trương Dương gật đầu rồi chuyển ly rượu cùng bình rượu trong tay cho vô tiểu đông, rồi quay sang cười cười xin phép cáo từ mấy người ở gần đó. Một gã trung niên đang đứng cười tủm tìm bên ngoài nhà hàng, gã đó chẳng phải ai xa lạ mà chính là Cục trưởng Cục Tình Báo số 4 tại Hồng Kông trực thuộc Cục An ninh Quốc gia Hình Triệu Huy. Hắn đang đứng ngắm nghía bức hoành phi do chính tay thiên chỉ tiên sinh ngự bút. Thấy hình Triệu Huy, trong lòng Trương Dương không khỏi thấy hơi bồn chồn. từ dạo bên Hồng Kông tới giờ, Trương Dương cứ thấy mẫn cảm với cái cục an ninh quốc gia này. Nói thực, Trương Dương cũng chẳng mấy thích thú gì với gã này, trong mặt mũi thì trung hậu nhưng thực tế lại cực kỳ mưu mô xảo quyệt. Lần trước bị hắn lừa, Trương Đại Quan Nhân vẫn ghi hận trong lòng, còn chưa kịp tìm hắn hỏi tội, vậy mà hôm nay lại dám đến tận đây. Khác với Trương Dương, hình triệu huy lại làm như không có chuyện gì xảy ra cả, cứ như là hai người bạn tốt đến chúc mừng nhau vậy, chúc mừng. Chúc mừng Trương chủ nhiệm mới vài ngày không gặp thực không ngờ trương chủ nhiệm lại ăn lên làm ra nhanh như vậy thực đáng chúc mừng a à. trương dương hư tình giả ý hắc hắc cười lớn nói cũng là nhờ cái chức phó xử hiện giờ của ta mà thôi mà chắc từ trước tới giờ cũng chẳng có ai có tốc độ thăng chức như ta đâu đương nhiên hình triệu huy cũng nghe ra thằng nhãi này ám chỉ điều gì trong lòng không khỏi cười thầm trương dương vẫn còn để bụng chuyện lần trước mình lừa hắn trên mặt vẫn giữ nụ cười dạng dỡ cười nói có món quà nhỏ biểu thị chút lòng thành trương dương cũng chẳng ngại ngùng bóc hộp quà ngay trước mặt hắn bên trong là chiếc đồng hồ đeo tay nhìn chiếc đồng hồ mà trương dương lại nhớ tới hồi làm gián điệp bên hồng kông liền ngừng cười mà trầm giọng hỏi lại lại định dở trò gì nữa đây có gắn máy nghe trộm sao đây là tấm lòng của ta mồ hôi nước mắt của ta cả đấy ngươi nhìn lại đi đồng hồ rolex hàng thụy sĩ đó mà ta nói sao người tuổi còn trẻ như vậy mà lại hay nghi ngờ lòng tốt của người ta như vậy Đối nhân xử thế phải hiền hậu một chút chứ. Người như hình đội trưởng mà cũng biết hai chữ hiền hậu viết như thế nào sao? Tuy bị Trương Dương nói móc lại nhưng hình Triệu Huy chẳng thèm tức giận, cứ cười cười hớn hở như thường, ta từ ngàn dặm xa xôi tới chúc mừng, không nhẽ đến chén rượu cũng không mời ta được sao? Nói tới nói lui thì Trương Dương cũng chẳng có ác cảm gì lắm với gã hình Triệu Huy này, thấy hắn cũng không phải giả bộ nên Trương Dương cũng vui vẻ nhận cái đồng hồ rồi mời hắn vào trong nhà hai người trương dương vừa vào đại sảnh thì cũng đúng lúc gặp đỗ thiên giã vừa ra toilet đỗ thiên giã quan hệ cũng khá thân thiết với hình triệu huy nên vừa thấy hắn tới liền tay bắt mặt mừng chào hỏi mấy câu sau lại mời hắn tới bàn nhỏ trong góc còn trương dương thì cũng đi kính rượu gần hết một vòng các bàn tiệc ở đại sảnh rồi nên trực tiếp đi cùng hai người bọn họ tới bàn nhỏ trong góc luôn lúc ba người vừa tới thì la tuệ chữ lại đứng dậy điệu bộ như muốn rời đi trương dương cười cười giữ lại La A Di cũng phải chờ cháu kính rượu xong rồi mới đi được chứ. Hơn nữa đồ ăn còn chưa có mang hết lên nữa mà. La Tuệ chứ cũng hiểu ý mỉm cười gật đầu rồi ngồi trở lại bàn. Trương Dương à, mấy món này hương vị độc đáo lắm. Ta thấy chắc chắn sau này nhà hàng của ngươi sẽ làm ăn phát đạt lắm đây. Trương Dương cũng nhiệt tình cười đáp lễ, nâng chén rượu lên hô lớn. Chén na cháu chúc La A Di sức khỏe dồi dào, trẻ mãi dài lâu. Là tuệ chữ tùm tìm cười, sức khỏe rồi giàu thì ta xin nhận, chứ còn trẻ mãi dài lâu thì ta không dám nghĩ tới. Đều là lão bà bà cả rồi, còn trẻ mãi gì nữa. Trương Dương lại nâng chén rượu cao hơn nói lớn, là a di cứ tùy ý, cháu xin cạn chén này. Đỗ thiên giã ngồi cạnh cười cười trên ngang, một chút chân thành cũng chẳng có. Đổi bát lớn đi, hình triều huy cũng được đà phụ hỏa thêm vài lời. Là tuệ chữ sợ Trương Dương uống nhiều lại thành ra hỏng chuyện, vội vàng xua tay nói thôi bỏ đi hôm nay trương dương là chủ đã uống không ít rồi các người muốn hắn say chết mới chịu phải không lương thiên chính vẫn cười cười xem màn hay từ đầu tới giờ nhưng trong lòng lại thấy khó hiểu suốt cuộc trương dương với là phu nhân có quan hệ gì mà tiểu tử này lại được bà ta quan tâm đến như vậy cứ như là con cháu trong nhà vậy trương dương cũng hào khí ngất trời không chịu thua kém hai gã kia bát lớn thì bát lớn Vừa nói Trương Dương vừa cầm bình lên đổ đầy một chén lớn, sảng khoái cười nói, cháu xin kính la a di một chén trước. Nói xong Trương Dương liền ngửa cổ tu cạn chén rượu, Đỗ Thiên Giá cùng hình triệu huy ngồi bên mà cũng chỉ biết trầm trồ khen ngợi. Bọn họ cũng biết tử lượng thằng nhãi này ngàng chén không say, chút rượu nhà này thì đã thấm vào đâu. La Tuệ Chữ cũng mỉm cười gật gật đầu hài lòng rồi cùng cạn chén rượu trong tay với Trương Dương. Lương Thiên Chính xem ra, là phu nhân chịu uống rượu cùng đã là nể mặt Trương Dương rất nhiều rồi. Lúc này nhân viên phục vụ bưng món mới lên có tên, Thượng Tiên Đả Tú Cầu, mà nguyên liệu chủ yếu là Dương Tiên cùng Dương Cầu, chế biến mà thành cả cây lẫn quả của dê dấu lớn. chương 112, Lão Tử Nắm Chắc Ngoài cửa đích xác là hình chiêu huy, bất quá hắn không có đi một mình, đi cùng với hắn còn có sáu gã đồng bạn nữa, nhìn tuổi tác so với hắn cũng không sao biệt lắm, hình chiêu huy đứng ngoài cửa giới thiệu cho mấy người bạn về tấm đề tự của thiên trì tiên sinh trương dương đi ra ngoài tươi cười đón tiếp hư tình giả ý nói hình chủ nhiệm a hôm nay cơn gió này thổi ngày tới đây vậy chẳng hay hôm nay có điều gì chỉ giáo hình chiêu huy mỉm cười nói không có việc thì không được tìm ngươi sao ha ha vậy thì có việc quan trọng đấy đây đều là mấy người bạn ở hồng kông ta đặc biệt dẫn họ tới đây nếm thử phong vị nông thôn xem thế nào người ta đã là khách nhân tới dùng cơm, tự nhiên Trương Dương phải lấy lễ mà tương đãi, an bài mấy người hình chiêu huy ngồi vào bàn xong, lặng lẽ nói với Vu Tiểu Đông, để ta chủ trì bọn hắn, mau đi chuẩn bị đi. Vu Tiểu Đông không rõ vì sao Trương chủ nhiệm đối với vị khách hình chiêu huy kia rất thống hận, có chút ngạc nhiên thắc mắc bọn họ chẳng nhẽ không phải bằng hữu sao. Trương Dương sợ nàng không lĩnh hội được ý tứ, thấp giọng nói, ta rất cái cái đám sâu mỏ đục khoét tiền công, tới một kẻ phải xử một kẻ. Trương đại quan nhân đi tới phòng bếp một chút, thấy Lưu đại trụ đang loay hoay làm món dương cầu dương tiên, Trương Dương hận không thể hạ thuốc sổ vào đồ ăn cho hình chiêu huy nếm vị đắng một chút, nhưng điều này lại làm hại đến đang tiếng của nhà hàng. Xoay một vòng, trong đầu Trương Dương bỗng nảy sinh một ý tưởng, đối diện phía bên kia là một hiệu thuốc đông y, Trương đại thần y liền mua mấy vị thuốc cầu kỳ tử, tỏa dương, nhục thung rong, đỗ trọng, mấy vị thuốc đó tuy rằng chi là dược vật tầm thường, thế nhưng qua diệu thủ thần y Trương Dương phối hợp, lại trở thành một vị thuốc tráng dương cực tốt. Trương Dương đưa cho Lưu Đại Trụ, phân phó, lát nữa cho vào mấy món thượng tiên đả tú cầu cho ta. Đây là cái gì? Lưu Đại Trụ vô cùng kinh ngạc hỏi. Trương Đại Quan Nhân cười giản, đồ tốt, người cũng không cần biết. Lúc đưa món thượng tiên đả tú cầu lên cho hình chiêu huy, Trương Dương lịch sự nâng chén rượu đứng lên, long trọng giới thiệu, đây là món đặc sắc của quán chúng ta, trước kia vua Cản Long rất thích món này hắn mỗi ngày đối phó với 3.000 cung tần mỹ nữ, còn vất cả làm việc quốc gia đại sự, tất cả cũng đều nhờ vào món này đó. Được cái cả bàn đều là nam nhân, nghe Trương Dương giới thiệu xong đều nở nụ cười. Hình Chiêu Huy mỉm cười nói, Trương chủ nhiệm, ta nghĩ món này cũng chỉ là một món ăn sơn cước dân dã thôi chứ, người nói cái gì cùng đỉnh chế biến có khoa trương không đó. Hình chủ nhiệm không tin thì có thể nếm thử, bất quá ta nhắc nhở trước a, à trước khi ăn món này lên gọi điện về bảo lão bà ở nhà chờ nếu không lúc về lại nghẹn ra rồi mắc mau bệnh gì thì tiểu quán này không chịu trách nhiệm đâu a à. mấy người hồng công nghe trương dương nói vậy thì càng hài lòng hơn xem ra tráng dương là chuyện là nam nhân nói không bao giờ biết chán trương dương mỉm cười nham hiểm uống với họ mấy chén xong rồi cáo từ rời đi trước khi đi thấy hình chiêu huy gắp một miếng tiên lư bỏ vào miệng trương dương trong lòng thầm cười cho ngươi nếm thử tư vị xuân tình phừng phừng xem thế nào Giá bữa cơm này tổng cộng 1.800 tệ, hình chiêu huy cũng minh bạch là người ta chém ngọt hắn, khẳng định là Trương Dương phía sau xui khiến. Lúc đi ra khỏi nông gia tiểu viện, bắt tay Trương Dương nhỏ giọng nói, tiểu tử ngươi thật là bất trượng nghĩa, a à, gặp người quen cũng kiếm chắc quá nhỉ. Bữa cơm này cũng chém của ta hơn 1.000 a à. Trương Dương cười nhếch miệng, hình chủ nhiệm anh minh, mà tính toán cũng giỏi thật a à. Thực sự là cũng gần như không sai biệt lắm. Hình chiêu huy mỉm cười, người a à, người a à cư nhiên là tư thù, sao lại không có một chút rộng rãi của đại gia thế nhỉ? đâu có, vẫn chưa bằng hình chủ nhiệm được, ta tự thẹn còn kém xa. hình chiêu huy mỉm cười nói, đảng viên đảng cộng sản như chúng ta nào có nhiều tiền như thế chứ, tất cả đều là sức lao động miệt mài mà ra đó. một bữa là nửa tháng lương của ta rồi đó, người cũng không nên chặt đẹp như thế chứ a. À? lúc hai người chào từ biệt, trương dương nháy mắt nói, này, tẩu tử vẫn ở nhà đấy chứ. Hình Chiêu Huy cười lắc đầu chỉ chỉ Trương Dương, rồi xoay người rời đi cùng mấy bằng hữu. Trương Dương phi thường đắc ý nhìn bọn họ rời đi, lần này chặt đẹp bọn hắn là hợp lý, một là không phải đi công vụ gì, tiền túi hắn phải bỏ ra. Tôi trọng yếu là cả đám đã ăn hết cái món mình trộn thuốc tráng dương vào rồi, giờ thì cho bọn chúng nếm chút tư vị thôi. Trương đại quan nhân vốn định trêu chọc một chút, cũng chỉ là một trò đùa dai, thế nhưng hắn vạn lần không ngờ cái trò đùa này lại gây ra một loạt hậu quả. Đêm đó hình chiêu huy trở về nhà cảm thấy có chút không đúng, thế là ác chiến trường kỳ mấy hồi cùng lão bà, tình hình cụ thể thế nào thì tạm không nhắc tới. Còn mấy người Hồng công kia, tới đêm vì dục hỏa khí nhịn, lại đi làm mấy việc hữu thương phong hóa trái với đạo đức trái với trật tự trị an, rồi bị bắt tại trận. Chuyện này ảnh hưởng cực kỳ không tốt, tối hậu liên quan tới cả cục quốc an. Sáng sớm hôm sau Trương Dương nhận được điện thoại vấn tội của hình chiêu huy, Trương Dương, người rốt cuộc là cho cái gì vào đồ ăn vậy? Trương Dương vô tâm vô phế cười lớn nói, thế nào? Lợi hại chứ, tàu tử thích chứ. Tính tình hình chiêu huy tốt như vậy cũng không nhịn được phát hỏa, tên hỗn tiểu tử, người hạ xuân dược phải không? Ta và mấy bằng hữu là đều bị ngươi làm hại. Đừng có vu hãm người tốt, liên quan tới ta sao, chính ta lúc đó đã khuyên ngươi đừng có ăn nhiều tiên lư thế, sao lại còn cứ tham ăn như vậy chứ? Hình chiêu huy thực sự là dở khóc dở cười, hắn đoán chắc chắn là món ăn có chút vấn đề, bất đắc dĩ thở dài, Trương Dương, ta xem hay là ngươi đừng làm ở văn phòng đại diện huyện nữa. Mở hẳn một cái viện nam học chuyên trị liệt dương đi. Giữ độc quyền cái món tiên lư của ngươi, đảm bảo đông như chảy hội, cung không đủ cầu đâu. Người nói vô tâm, người nghe hữu ý, hình chiêu huy chỉ là cản thán nói chơi một câu, thế nhưng Trương Dương nghe xong lại như vừa được khai sáng, hắn lập tức nảy ra một ý tưởng, gọi vu tiểu đông, bảo nàng cho vào menu của nhà hàng một cái món ăn bí truyền của nhà bếp cung đình có tác dụng bổ thân tráng dương, lấy lại hung phong cho nam nhân. Vu Tiểu Đông không khỏi có chút ngạc nhiên trước ý tưởng của vị tiểu chủ nhiệm này, bất quá trương dương là thế nào nàng đã sớm lý giải, hắn muốn cái gì thì nhất định làm được, cho nên nàng nhanh chóng phục tùng mà chẳng hỏi han lại gì cả. Món ăn được đưa lên menu, Trương Dương cũng nhanh chóng phối chế đưa cho Lưu Đại Trụ mấy trăm gói thuốc đó. Qua thực nghiệm là mấy người hình chiêu huy, Trương Dương đã giảm số lượng xuống một phần ba lúc trước, thêm vào đó là một vài loại dược vật có tính điều hòa hơn. Bây giờ món ăn mới đúng mang tính chất là bổ thân tráng dương hơn là so với món xoan dược lúc trước. Hắn đương nhiên cũng không muốn mỗi vị khách nhân tới đây đều vì xung động mà lại đi làm mấy điều trái với pháp luật. Trương Dương dặn dò Lưu Đại Trụ nhất định phải giữ bí mật, vì đây là bí phương gia truyền của nhà hắn. Cái món thượng tiên đã tú cầu với danh nghĩa là bí truyền của nhà bếp cung đình khiến cho nó mang một sự cao sang quý tộc nào đó, mà đương nhiên, người có thể dùng được món đó đương nhiên cũng phải là người như thế nào. Món này sẽ chia làm hai suất, một là phổ thông, hai là cực phẩm, Trương Dương quyết định mỗi ngày suất cực phẩm chỉ cung cấp 10 suất, đương nhiên giá cả thì cũng tương ứng với giá trị con người. Cả vô tiểu đông với nhiều người trong đó đều nghĩ rằng Trương Dương lợi dụng chức quyền mà làm bậy hắn căn bản chẳng hiểu chút gì về kinh doanh nhà hàng cả, như thế này chính là tiểu hài phá quán, cứ như vậy sợ rằng chẳng bao lâu nông gia tiểu viện sẽ phải đóng cửa ngừng kinh doanh. Nhưng sự tình tiến triển đã làm cho người ta phải mở rộng tầm mắt, lúc vừa mới đưa ra, khách nhân còn thưa thớt, bất quá đại khái khoảng một tuần sau đó, khách nhân bắt đầu tăng dần, hơn nữa khiến cho mọi người kinh ngạc chính là hầu như tất cả khách nhân đến đây đều hỏi món bí truyền tráng dương dược thiệt, hơn nữa đại đa số đều gọi suất cực phẩm dược thiện, rất nhanh chóng với 10 suất cực phẩm mỗi ngày cung đã không đủ cầu. Vu Tiểu Đông cùng mấy người hiện tại có thể nói là phục trương dương sát đất, tiểu trương chủ nhiệm này đúng là không cái gì không làm được, phải biết chỉ riêng 10 suất cực phẩm dược thiện tráng dương kia cũng đã thu về 5880 tệ, chưa tê cay các món ăn khác, bia rượu khác nữa thì mỗi ngày nông ra tiểu viện cũng dễ dàng thu về quá một vạn. Đối với một tử sao 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 quy mô như thế này mà nói, có thể dùng từ sinh ý cuồn cuộn để hình dung. Vu Tiểu Đông thấy tình thế tốt, vì vậy đề nghị Trương Dương tăng số suất cực phẩm dược thiện hàng ngày lên, Trương Dương lập tức không đồng ý, hắn đã nói rằng của hiếm mới là của quý, nếu như tăng lên một suất thì độ quý giảm đi một phần, nếu như thế thì làm sao còn gọi là cực phẩm được nữa. Đây cũng chính là đánh vào tâm lý khách hàng, đồ hiếm đồ quý thì phải tranh giành nhau để có được, có như thế khi giành được mưa oi thể hiện được đẳng cấp và giá trị bản thân, Lúc đó bọn họ mới cảm thấy thỏa mãn vì thân phận và tà trí bọn họ cao quý hơn người. Vu Tiểu Đông về điểm này thực sự là chỉ có chút tính toán kiểu làm ăn chợ búa, nghe Trương Dương phân tích một hồi lại càng cảm thấy khâm phục tầm nhìn và tính toán của Tiểu Trương chủ nhiệm hơn nữa. Kỳ thực Trương Dương cũng chẳng biết cái gì về kinh doanh cả, hắn chỉ là hiểu đạo lý của hiếm là của quý và nắm rõ được tâm lý con người mà thôi. Cố Gia Đồng vừa xem báo cáo tài chính, vừa nói chuyện điện thoại với Trương Dương, nghe chuyện hắn lợi dựng dược hiện tráng dương làm ăn ở tử sao 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 sao, mừng rỡ không thôi, nàng nũng nịu bĩu môi nói chủ ý nham hiểm như thế cũng chỉ có người nghĩ ra được. Trương Dương cười nói, nham hiểm sao, ta đây là tỏa phúc cho nhân loại đó, người nghĩ là xem, những người mà sự nghiệp đã thành công đã phần cũng đều vào tuổi trung niên rồi, sức khỏe không còn được như trước nữa, ta làm món này là giúp họ lấy lại được hung phong nam nhân, sức lực như thời trai rẻ, lấy lại sự tự tin. Yên ổn hạnh phúc gia đình đừng nói 588 tệ một suất, kể cả là 5880 tệ một suất cũng rất đáng tiền, bọn họ cũng sẽ rất vui vẻ mà tìm tới ta. Thanh âm cố dài đồng trở lên kiều mị, Trương Dương. Có phải trước giờ ngươi vẫn luôn ăn cái món đó không vậy? Trương Dương cười hắc hắc đắc y nói, thân thể ta có phải là dụng cụ biểu diễn đâu chứ? Tinh khiết thiên nhiên đó. Phi, dài đồng tỷ, ta muốn ngươi, thanh âm thằng nhãi này trầm thấp mà ấp áp gợi tình cực kỳ cố giai đồng trầm mặc xuống một chút rồi cũng nói ta cũng muốn ngươi nàng tuy rằng rất muốn trở về bắc kinh gặp trương dương thế nhưng vẫn bận chút việc tại đông giang chưa ra được bách hóa dệt đông giang đang cạnh tranh gay gắt vào loại thời điểm mấu chốt thế này mặc dù tâm trí cũng đặt lên chuyện tư tình nhiều những không thể rời chỗ này đi được nàng nhẹ giọng nói chờ ta xong việc ở đông giang ta lập tức tới tìm ngươi trương dương cũng hiểu và cảm thông cho nàng đang hết sức bận rộn hắn mỉm cười nói công việc quan trọng hơn dù sao phía bên này cũng không có việc gì, công việc của tử sao 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 đã vào quỹ đạo rồi, mỗi ngày cũng thu về trên dưới hai vạn. Đều là công lao của ngươi, chờ ta trở về sẽ tính toán rõ ràng đưa phần của ngươi. Ấm đầu sao, cái gì mà của ngươi của ta, của ngươi cũng là của ta, của ta cũng là của ngươi mà. Đừng có tính toán thế chứ. Cố dài đồng nghe vậy trong lòng không khỏi xúc động, nàng ôn nhu nói trương dương ta hận lúc này không thể ở bên cạnh ngươi, có thể thấy được trong lòng nàng đã yêu hắn tới mức không thể giấu được. Trương Dương cười nói, được rồi, đợi ta hoàn thành công tác, nói không chừng nay mai ta sẽ xuất hiện trước mặt ngươi đó. Công tác thường ngày của Trương Dương cũng chẳng có cái gì, đó chính là cái đặc biệt của văn phòng đại diện tại Bắc Kinh, trừ một số việc lẻ tẻ liên hệ giữa cán bộ địa phương và Trung ương ra, hàng ngày hầu như vô cùng thanh nhàn. Tần Thanh cũng đã kết thúc khóa học tại trường đảng Trung ương, chuẩn bị trở về Xuân Dương. Lúc ở tại Bắc Kinh nàng cũng rất ít liên hệ với Trương Dương, Trương Dương cũng hiểu tính tình cậu nàng, về lời đồn đại chuyện của họ lan rất xa cho nên hắn cũng không muốn gây cái phiền phức gì cho nàng, sợ sẽ tạo thành cản trở trên con đường làm quan của nàng. Trong thời gian Trương Dương làm chủ nhiệm văn phòng đại diện tại Bắc Kinh, bí thư huyện ủy Xuân Dương Dương thủ nghĩa cũng có tới Bắc Kinh vài lần, nhưng hắn đối với tiểu tử Trương Dương này vẫn là ôm cái thái độ kính nhi chi viễn, mỗi lần tới Bắc Kinh đều lựa chọn ở khách sạn tình nguyện không tới văn phòng mà chạm mặt với Trương Dương. Dương Thủ Nghĩa tuy rằng không muốn tới, nhưng các cán bộ khác trong huyện thì lại không như vậy. Trương Dương ở tại văn phòng hầu như công việc đều giao cho vô tiểu đông làm, trừ phi có lãnh đạo thượng tầng của huyện tới hắn mới xuất hiện tiếp đón. Cơ mà những cán bộ tới đây nói thật là vì công tác cũng chẳng có mấy, đa phần đều là tới quả các biếu xén lãnh đạo trung ương, thăm người thân ở thủ đô, không thì nhân cơ hội du lịch một chút. Phó chủ tịch huyện Từ Thiệu Bân cũng thuộc về cái dạng này, Từ Thiệu Bân là tới Bắc Kinh tham gia khai trương một chi nhánh một công ty của địa phương, hắn tiện thể mang luôn cả lão bà Vô Thu Linh đi theo luôn. Hai người ở Bắc Kinh chẳng có người thân thích gì, tự nhiên là lựa chọn ở tại văn phòng đại diện huyện. Vô Thu Linh trước kia là lãnh đạo của Trương Dương ở xã Hắc Sơn Tử, Từ Thiệu Bân quan hệ với hắn cũng không tệ, hai người họ tới, hắn tự nhiên là phải đích thân đón tiếp. Tối đó Trương Dương an bài một bàn tại nông gia tiểu viện tẩy trần cho hai người đó, đương nhiên món tráng dương dược thiện kia át hẳn là không thể thiếu. Công bình mà nói, Trương Dương mặc dù tính cách không câu nệ tiểu tiết, nhưng mà lăn lộn trên quan trường một thời gian, tự nhiên là cũng học được kiểu cách xã giao của nó, tuy rằng trong ngực không thích, nhưng vẫn tỏ ra thập phần khách khí. Trương Dương tuy rằng chỉ là một cán bộ phó khoa, thế nhưng thân là cán bộ phó sử như từ thiệu bân, chính khoa như vũ thu linh cũng không dám khinh thị hắn, thậm chí trong mắt bọn họ cho tới giờ chưa bao giờ dám cơi như như kẻ dưới mà đối đãi Cả hai đều rõ ràng bối cảnh của Trương Dương, đều minh bạch rằng cấp bậc tiểu trương không cao, nhưng năng lực thì thậm chí bí thư huyện ủy Dương Thủ Nghĩa cũng không dám tranh phong. Chủ đề bọn họ nói chuyện tự nhiên là về đầu tư khai thác du lịch tại Thanh Thai Sơn, Phu Thu Linh Thân là chủ tịch xã Hắc Sơn Tử, đương nhiên đối với tình huống hiện tại thập phần lo lắng. Hiện tại tài chính xã đã xuất hiện rất nhiều vấn đề, Vu Thu Linh than thở, An Gia mặc dù đã đưa ra chứng cứ chứng minh số vốn, nhưng hiện tại đầu tư vẫn đang ngưng trệ. Hiện tại người dân ở xã đều tới ủy ban mà gây chuyện, ta thực sự không biết phải giải thích thế nào. Từ thiệu bân cười nói, hay là cứ như lúc Trương Dương ở đó, không nói bằng miệng được thì dùng nắm tay nói. Trương Dương cùng Vu Thu Linh đều không nhịn được bật cười, Trương Dương ra bộ ái náy nói, chuyện này trước đây cũng thật là mất mặt, từ chủ tịch cũng đừng lấy ra nói lại nữa, ta thật sự là xấu hổ lắm a. À. Nhưng mà nhìn thần tình hắn căn bản là chẳng thấy có chút xấu hổ nào, chính xác hơn thì là đắc ý mới đúng." Vu Thu Linh nói, "Hiện tại ta thấy một đám nam nhân trong ủy ban xã đều là một đám rùa đen rút cổ, có chuyện đều đẩy phụ nữ lên đứng đầu." Trương Dương nói, "Theo như ta biết, Trúc bí thư cũng là một người có võ công a, à, hồi trước vẫn hay bàn luận với ta, chắc cũng phải ra mặt chứ." Vu Thu Linh nói, Rùa đen đại biểu chính là hắn, cả ngày chỉ giúp đầu đóng cửa trong phòng làm việc, cứ xem báo với uống trà, bất kỳ sự kiện gì cũng không thấy xuất hiện, tất cả đều đùn đẩy cho ta. Trương Dương cười, điều đó cũng chứng minh Vu Hương trưởng năng lực rất lớn a. Từ Triệu Bân nói, nói về năng lực, người mới là tuổi trẻ đầy hứa hẹn, cán bộ huyện ta đều rất xem trọng ngươi. Trước nghe nói văn phòng đại diện tại Bắc Kinh làm ăn rất tốt, ngày hôm nay chính mắt được nhìn thấy mới tin tưởng, người cũng thật sự lợi hại. Thật không ngờ trên phương diện kinh doanh người cũng rất tài năng a. Trương Dương hiểu hai vợ chồng nhà này, bọn họ cũng chẳng có hảo tâm gì, bất quá hắn tin tưởng có ăn gan báo họ cũng chẳng dám chọc vào hắn, nhàn nhạt cười, tiền lời thì không ít, nhưng mà nơi này là hợp tác cùng với đại tiểu thư nhà bí thư Bình Hải Cố Duẫn Chi, cho nên tiền lời đều là phải chia theo hợp đồng. Số của chúng ta thì được đưa vào kinh phí hoạt động của văn phòng, cũng chả liên quan gì tới ta. Trương đại quan nhân nói không có sai chút tiền ấy hắn căn bản không đề trong lòng, vì một chút tiền mà làm ảnh hưởng nọ kia là không đáng. Vô Thu Linh cười nói, từ sao 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 sinh ý tốt thật a. À? Tiểu Trương có thể tiết lộ mỗi tháng tiền lời là bao nhiêu không? Hơn 10 vạn thôi, Trương Dương chỉ hời hợt nói một câu mà khiến cho từ triệu bân trợn mắt há mồm, mỗi tháng hơn 10 vạn tức là mỗi một năm thu về hơn trăm vạn rồi. Từ triệu bân rõ ràng, hiện tại tần thanh cấp cho văn phòng đại diện huyện tại Bắc Kinh quyền hạn không nhỏ, bọn họ có thể độc lập hạch toán kinh thế, hơn nữa khoản phí cung cấp hàng năm cậu huyện vẫn rót xuống, như vậy là Trương Dương ở tại đây không thể nghi ngờ là vớ bẫm rồi. Trương Dương cười nói, hai ngày này, ta sẽ bảo vu phó chủ nhiệm đưa hai người đi chơi Bắc Kinh, chi phí không cần phải lo nghĩ, cứ chơi cho vui vẻ là được. Từ triệu bân âm thầm than thở, Trương Dương nhấc tay một cái càng ngày càng lộ ra một cái đại khí thế, tiểu tử này mới ở kinh thành tu luyện không lâu, thế nhưng thành thục rất nhanh. Đối với hảo ý của Trương Dương, bọn họ tự nhiên là tiếp nhận không cần lo nghĩ nhiều. Vốn từ trước đến giờ công việc chính của văn phòng đại diện huyện cũng là như thế, đón tiếp an bài lãnh đạo ăn ở, vui chơi chính là chức trách cơ bản nhất, nó cũng khảo nghiệm tiêu chuẩn năng lực của chủ nhiệm một văn phòng. Đêm đó vợ chồng từ thiệu bân được cảm thụ uy lực của món tráng dương dược thiện kia, cả đêm có, trong phòng khách thi thoảng lại truyền tới những tiếng rên rỉ tao mị tới tận xương tủy, rồi những tiếng thét the thé, khiến cho vô tiểu đông cả đêm trần chọc không ngủ được. Trương Dương thì đã sớm có chuẩn bị, cho nên thằng nhãi này đêm đó ra cái biệt thư mà dai đồng mua ngủ. Tắm rửa xong, hắn leo lên giường đang chuẩn bị ngủ thì nhận được điện thoại từ Giang Thành, là Lý Trường Vũ gọi điện tới, đây cũng là lần đầu kể từ lúc được giải trừ xong quy hai người liên lạc với nhau thanh âm Lý Trường Vũ vẫn bình tĩnh tự nhiên như chưa từng có chuyện gì xảy ra, Trương Dương. Ta gọi điện muộn thế này là có lời muốn cảm tạ ngươi. Lời cảm ơn này xuất phát từ tận tâm can của hắn, lúc hắn gặp rủi ro cũng chỉ có mỗi Trương Dương vì hắn là chạy đông chạy tây, cũng chỉ có Trương Dương lo lắng quan tâm tới tẩu tử, bảo mẹ của hắn tới phụng bồi tô lão thái, giúp cho bà có thể vượt qua cái giai đoạn khó khăn. Lý Trường Vũ là một người có ân tất báo, ân tình cầu Trương Dương, hắn nhớ kỹ trong lòng, Hắn và Trương Dương quen biết trong một tình cảnh khó nói. Lúc đó Trương Dương bắt đầu áp chế hắn, nhưng sau đó quan hệ giữa bọn họ trở thành như vừa là thầy vừa là bạn. Sự thực chứng minh Trương Dương cũng là một thanh niên rất trọng tình trọng nghĩa. Trương Dương cười nói: Lý thúc, sao lại khách khí với ta như thế? Thế nào? Sức khỏe gần đây tốt chứ? Hắn biết Lý Trường Vũ tuy rằng được giải trừ song quy, nhưng cấp trên đã tạm thời cho hắn nghỉ công tác, vẫn chưa có tiến hành an bài gì hiện tại hẳn là thời kỳ chính trị không thành công cho lắm. Lý Trường Vũ nở nụ cười nói, nhân sinh lúc lên lúc xuống cũng không phải là chuyện không tốt, ta lâu lắm rồi không cảm thấy nhẹ nhõm như bây giờ, thực sự là rất thư thái, tự tại. Trương Dương, ta ly hôn rồi. Trương Dương có chút ngạc nhiên, hắn thực sự không ngờ vừa được giải trừ song quy, cái việc đầu tiên Lý Trường Vũ làm lại là ly hôn. Thực sự mà nói, chuyện này đối với một cán bộ lãnh đạo không phải là điểm gì tốt. Lý Trường Vũ nói hơn hai chục năm vợ chồng, nguyên lại à đối với ta chẳng có một chút gì gọi là tình cảm cả. Trong mắt à ta Thủy chung vẫn chỉ là một tên nhà quên, chưa bao giờ xứng với à. Ngữ khí của Lý Trường Vũ nhẹ nhàng như được giải thoát. Trương Dương đối với chuyện nhà Lý Trường Vũ cũng tương đối rõ ràng, hắn là lão bà Chu Hồng Mai vốn bằng mặt mà không bằng lòng, đã không hợp nhau, chỉ bằng sớm ly hôn là giải thoát. Hai người Hàn Huyên một lúc đa phần là chuyện sinh hoạt không có liên quan gì đến chính trị cả. Lúc Lý Trường Vũ cúp máy, đồng hồ đã điểm 11 giờ, hắn lấy ra một điếu thuốc châm lửa, lẳng lặng ngồi hút trong bóng tối. Cát Xuân Lệ chẳng biết đã đi đến bên cạnh hắn từ lúc nào, hai tay choàng cổ hắn từ phía sau, khuôn mặt áp sát vào mặt hắn, nhẹ giọng nói, Trường Vũ, có phải trong lòng không thoải mái đúng không? Lý Trường Vũ lắc lắc đầu, hắn không nói gì, nhưng thực sự thì trong lòng cũng có chút không thoải mái. Lúc bắt đầu, hắn cũng chẳng có lo nghĩ gì về chuyện ly hôn nhưng hắn không ngờ chu hồng mai lại kiên quyết như thế trong mắt chu hồng mai lý trường vũ thủy trung vẫn chỉ là một tiểu tử xuất thân nông dân hắn không có tư cách phản bội à loại phản bội này vô pháp có thể tha thứ dễ dàng tuy rằng hắn đã chịu xử phạt nghiêm khắc trên phương diện chính trị rồi nhưng à cho rằng như thế vẫn là còn lâu mới đủ à muốn tiếp tục trừng phạt hắn thêm nữa nhà cửa lý trường vũ để lại cho chu hồng mia hắn cũng không thèm về nhà ở bên ngoài một tuần, cuối cùng nhớ tới Cát Xuân Lệ liên tới chỗ nàng. Căn hộ này của Cát Xuân Lệ vốn là được bên cục cảnh sát Giang Thành cấp cho, nay nàng đã từ chức, hiện tại bên cục cũng đã đưa giấy thông báo thu hồi, hai ngày tới nàng cũng sẽ ly khai khỏi đây. Đang tìm một căn hộ hợp giá để thuê ở. Cát Xuân Lệ nhẹ giọng, trường vũ, người làm như thế chính là đem đặt cược tiền đồ của mình, bao nhiêu cố gắng từ trước tới giờ sẽ hỏng hết đó. Cát Xuân Lệ dự cảm chuyện Lý Trường Vũ ly hôn sẽ đưa tới một cơn sóng gió trên con đường chính trị của hắn. Lý Trường Vũ đưa tay ôm Cát Xuân Lệ vào lòng, hắn thấp giọng nói, hơn 20 năm qua, ta vẫn đều mang theo mặt nạ mà sống, mà làm việc, cố gắng đạt tới chu toàn, muốn là một người cha tốt, một người chồng tốt, nhưng kết quả là như vậy đó. Trước tới giờ hình như ta chưa bao giờ sống vì chính mình cả, tất cả để rồi bây giờ chỉ nhận lại hai bàn tay trắng. Cát Xuân Lệ ôm chặt lấy hắn, ôn nhu nói, đừng quên ngươi còn có ta, vô luận thế nào, ta vẫn ở bên cạnh ngươi, vĩnh viễn bên cạnh ngươi. Lý trường vũ gật đầu, ánh mắt chăm chú nhìn chút tia sáng le lói trên điếu thuốc. Cây to đón gió, nông gia tiểu viện sinh ý càng ngày càng phất khiến cho người khác rất nhanh chú ý, thuế vụ tới, công thương tới, ban giám định vệ sinh an toàn thực phẩm tới, rồi ban giá cả thị trường cũng tới. Vụ tiểu đông mỗi ngày đều phải nghinh đón cái này đưa tiến cái kia, thực sự là mệt mỏi thuế vụ và công thương còn dễ đối phó, nhưng với ban vệ sinh an toàn thực phẩm và ban giá cả thị trường thì không có dễ đuổi như vậy. Ban an toàn thực phẩm mà không vừa ý, họ chỉ việc nghĩ ra vài cái nọ cái kia là lập tức nghỉ bán, Vu tiểu đông phải vừa mời khách vừa tặng lễ, vất vả lắm mới đem đuổi đi được. Còn hai gã nhân viên ban giá cả thị trường thì cho rằng cái món cực phẩm tráng dương dược thiện, bí truyền nhà bếp cung đình gì gì đó chỉ là mái món tiên lư tiên cầu bình thường, chẳng qua đổi tên một chút, dùng mâm đồng bưng lên là có thể lập tức phọt giá lên vô số lần. Như vậy có nghĩa là nông gia tiểu viện đã đội giá cả lên quá cao. Vu tiểu Đông giải thích, dược thiện tên như ý nghĩa, nó còn có tác dụng dược lý. Mỗi phần tiền đều hết sức đáng giá, chúng ta tính toán thế là hợp lý hết sức rồi. Rất nhiều khách hàng phản ánh các người có hiện tượng chặt chém, lừa tiền người tiêu dùng, qua điều tra xác định nhà hàng của các người tồn tại rất nhiều vấn đề. Đây là biển bản phạt hành chính, còn đây là giấy yêu cầu chỉnh đốn và cải cách. Hai tên nhân viên ban giá cả đã chuẩn bị sẵn, hiển nhiên là muốn phạt từ trước rồi. Nếu đã mở nhà hàng, trước đó đương nhiên cũng phải có giấy phép của ban ngành quản lý, nông gia tiểu viện đã có giấy phép hoạt động rồi. Về phía huyện Xuân Dương không có nhúng tay, phu tiểu đông chỉ là chịu trách nhiệm quản lý mà thôi. Gặp chuyện phiền phức nàng tự nhiên là nghĩ đến chuyện hội báo với lãnh đạo, Trương Dương đang ngồi trong phòng làm việc loay hoay cái máy tính, đây là cái QBM386 giai đồng mới mang tới, bên trong là phần mềm hệ thống quản lý nhà hàng, bất quá Trương Dương đối với cái này chẳng có hứng thú gì, hiện tại đang ngồi chơi trò chơi. Luôn tự nhận là võ lân cao thủ, cao thủ dùng súng, nhưng mà vào trò chơi này lại bị làm khó dễ liên tục. Trương đại quan nhân gõ bàn phím bồm bộp, sợ rằng chắc qua vài lần chơi là hỏng mất. Trương Dương tức giận đến mức hận không thể đập cái bàn phím này ra được, con mẹ nó, lão tử giết chết các ngươi. Vu Tiểu Đông gọi lên máy phòng làm việc của Trương Dương, vừa nghe nàng kể hắn lập tức minh bạch có người tới gây phiền toái, nhà hàng của họ làm ăn rất khá, tự nhiên là đưa tới sự chú ý từ người khác. Bất quá lúc trước Cố Giai Đồng đã nói qua, những người thuộc các ban ngành quản lý này đều đã thu xếp qua cả, không biết tự dưng cái đứa đuôi mù nào chui tới đây gây chuyện. Vu Tiểu Đông không ứng phó được, chứng minh lần này có điểm khó chơi, bằng không cũng không mất công tới đây làm gì. Lúc Trương Dương đi ra, hai tên kia đang rắc ý ra mặt, ra cái vẻ uy nghiêm phê bình vu tiểu đông. Có chuyện gì xảy ra thế? Một tên mặt đen quay sang nhìn Trương Dương, xảy ra chuyện gì sao? Nhà hàng các người tồn tại rất nhiều vấn đề về kinh doanh. Ta hạn cho các người hôm nay phải đóng cửa, chỉnh đốn là cung cách. Ngươi là ông chủ hả? Nộp tiền phạt ra đây. Trương Dương nhìn hóa đơn phạt một cái, thấy trên đó ghi bảy ngàn, không khỏi nổi nóng. Con mẹ nó, thật sự là công phu sư tử ngoạm cao a, được lắm a. Bất quá có câu diêm vương dễ gặp, tiểu quỷ khó chơi. Trương Đại Quan Nhân cũng chẳng muốn lằng nhằng với đám tiểu tốt này, hắn mỉm cười nói: như vậy đi, các ngươi thư thả vài ngày. Dạo này tình huống làm ăn không tốt, nhất thời cũng không đủ số tiền đó. Người bán gần một ngàn một suất mà kêu không có tiền, các ngươi tính cướp của sao? chương 113, lại là ngươi. Trương Dương nhíu nhíu mày, cố đè nén lửa giận trong lòng xuống thấp giọng nói, đồng chí, nhà hàng chúng tôi là của văn phòng đại diện huyện Xuân Dương mở ra, dù gì cũng là cơ quan nhà nước, hiển nhiên chúng tôi phải hiểu quy định pháp luật chứ. Mấy chuyện làm ăn phi pháp đó chúng tôi không hề làm, mà hơn nữa nhà hàng chúng tôi được phép mở ra thì cũng phải có đầy đủ giấy phép hợp pháp chứ. Gã mặt đen kia thấy Trương Dương cứ lại nhải nhiều liền mở lớn hai mắt cả tiếng quát, Ta nói các ngươi phải đóng cửa sửa đổi thì các ngươi phải đóng cửa, việc gì phải nói mấy lời vô ích đó làm gì?" Trương Dương gật đầu lạnh lùng đáp lại, "Người Trung Quốc chúng ta vẫn xem lễ nghĩa là đầu, từ trước đến nay đều phạt thì tha không đánh mà đã đánh rồi thì không cần phạt nữa. Hay là trước tiên chúng tôi xin chịu tiền phạt, còn việc tạm ngừng kinh doanh để sửa đổi thì có thể thương lượng lại một chút được không?" Trương Dương cũng không muốn nổi nóng làm gì, "Trước tiên cứ tạm thời xử lý xong đã, tiếp sau mới triệt để giải quyết sau." Thế nhưng gã mặt đen kia lại không biết điều, vẫn cứ vênh mặt lấn tới, đối với đám gian thương như các ngươi thì phạt tiền là chưa đủ, bắt buộc phải khiến các ngươi sáng mắt ra mới được. Bằng không các ngươi lại ngựa quen đường cũng tiếp tục hại nước hại dân nữa à. Trương Dương thực sự đã không nén giận được nữa. Con mẹ nó chứ, lão tử đã không muốn gây sự thì thôi các ngươi lại được đà cắn càng. Đối với mấy thằng đầu đất không biết điều như thế này thì dù có nói thế chứ nói nữa hắn cũng chẳng thấm được tí nào chẳng cần giả bộ nữa, Trương Dương lập tức trở mặt ngay, biến đi, đừng ở đấy sủa nhiều làm ảnh hưởng việc buôn bán của ông mày. Hai gã nhân viên cục giá cả vật tư giận đến nghẹn cả học, nói cũng chẳng thành tiếng nữa cứ ngấp ngứ mãi, ngươi, ngươi, ngươi cái con mẹ ngươi thì có, làm ông mày tốn nước bọt giảng đạo cho hai thằng đầu đất chúng mày. Còn đứng đấy trợn mắt nhìn cái gì nữa, còn không mau cút đi, còn đứng đấy hãm tài làm ông không buôn bán được, cẩn thận ông đá từng thằng một ra tận đường cái đấy. Ngươi là đồ lưu manh, đồ côn đồ, ngươi không tư cách làm cán bộ nhà nước. Thế các ngươi mới là cán bộ nhà nước sao? Sao ta lại thấy các ngươi giống bọn thổ phỉ chuyên cướp cạn hơn vậy? Trương Dương nói xong liền lớn tiếng gọi, "Đại trụ." Lưu đại trụ mặc áo ba lỗ để lộ cánh tay cơ bắp cuồn cuộn, trong tay thì nắm chặt con dao bầu sáng loáng đi ra, hắn nhàn nhạt đáp lời Trương Dương, "Có chuyện gì?" Trương Dương liếc mắt nhìn con dao bầu trong tay Lưu đại trụ nhìn không được khoát tay nói, giết gà cần gì giao mổ trâu, vào bếp lấy con nhỏ hơn ra đây. Trương Dương còn chưa nói dứt câu thì hai gã nhân viên cục giá cả vật tư đã chạy mất dép. Lưu đại trụ trợn ngược mắt tức giận chửi đồng, đúng là một lũ không biết sống chết, dám chọc vào tiểu trương chủ nhiệm của bọn ta sao. Vu tiểu đông cũng biết đây là Bắc Kinh không giống như Xuân Dương, làm chuyện gì thì cũng phải lo hậu quả phía sau. Nàng thấp giọng nhắc nhở Trương Dương, Trương chủ nhiệm, mau tìm cách dàn xếp vụ này đi bằng không sẽ gây rắc rối lớn đó trương dương khinh thường cười nhạt chỉ là hai gã tiểu lâu la mà thôi không đáng nhắc tới nói xong trương dương liền móc di động ra bấm số gọi cho cố giai đồng ý muốn kêu nàng ta đánh tiếng cho từ tự đạt là xong nhưng thật không ngờ điện thoại lại báo không liên lạc được từ lúc quen biết đến giờ trương dương có bao giờ thấy nàng ta tắt máy bao giờ đâu ở đất bắc kinh này trương dương cũng không ít mối quan hệ chỉ là mỗi cái việc còn con này mà phải mở miệng cầu cạnh người ta thì cũng hơi mất mặt. Nghĩ tới nghĩ lui Trương Dương quyết định gọi điện cho hình Triệu Huy. Nói thế nào đi nữa thì mình cũng là một nhân viên ngoài biên chế của Cục An ninh Quốc gia, thân là thủ trưởng chắc hắn ta cũng không nỡ đứng nhìn cấp dưới bị người khác khi dễ như vậy chứ. Hơn nữa lần trước đám người Hồng Kông sau khi ăn qua món, cực phẩm thượng tiên đả tú cầu, liền không nhịn được mà đi gây họa con gái nhà lành, vụ nghiêm trọng như vậy mà hình triệu huy còn giải quyết ổn thỏa được, thì lần này chắc cũng không có khó khăn gì. Nghĩ vậy nên Trương Dương mới quyết định tìm Hình Triệu Huy nhờ giúp đỡ. Trùng hợp là Hình Triệu Huy vẫn còn ở Bắc Kinh, vừa nghe Trương Dương nói xong không khỏi kêu khổ trình bày, "Trương Dương à, ngươi thấy chuyện này có liên quan đến ta sao?" Trương Dương đạm nhiên cười nói, "Đúng là chuyện này không liên quan đến ngươi, nhưng nó lại liên quan tới ta. Hiện giờ ta bị người của cục giá cả vật tư gây khó dễ mới tìm ngươi giúp đỡ." Ngươi chịu giúp thì từ giày về sau ta sẽ không gây phiền phức cho ngươi nữa. Thấy sao? Rốt cục hình triệu huy cũng hiểu ra, thằng nhãi này không phải nhờ vả mà là uy hiếp trắng trợn, nhớ tới tính cách của Trương Dương, hắn cũng đành lắc đầu cười khổ trả lời, được rồi. Trước kia ngươi vẫn luôn miệng ca ngợi cục an ninh quốc gia nào là lớn mạnh, nào là vật tư lẫn nhân lực đều đông đảo dồi dào, thế mà giờ có mấy thằng nhãi danh bên cục giá cả vật tư dám vuốt dâu hùm, thử hỏi ta không tức giận thay sao được cơ chứ? mà tốt xấu gì ta cũng là phó sử, là một thành viên của Cục An ninh Quốc gia, nếu như giờ mà bị mấy thằng nhãi danh kia phạt tiền, vậy chẳng phải mất mặt Cục An ninh Quốc gia chúng ta lắm sao? Ta mất tiền thì chỉ là chuyện nhỏ, danh tiếng Cục ta mới là quan trọng. Hình Triệu Huy nghe mà thấy buồn nôn, mẹ nó chứ, ai bảo ngươi là thành viên của Cục An ninh Quốc gia? Phó sử cái sao 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 khô gì? Chỉ là một gã ngoài biên chế vậy mà giờ lại bị thằng nhãi này đem cái chức phó sử kia ra trả đũa lại, hình triệu huy thực chẳng biết nên mắng chửi hay nên cúp máy luôn nữa. Lại nhớ tới bữa cơm lần trước tại nhà hàng của hắn hình triệu huy không khỏi tức giận, nói vậy cũng không phải hoàn toàn vô lý, chẳng phải cái đĩa thịt lần trước ngươi chém ta tới tận một nghìn tệ sao. Từ từ, giờ ta thật lòng đính chính lại cho ngươi biết, hiện giờ dù ngươi có tới, có bỏ gấp đôi số tiền đó cũng không được ăn lại món đó đâu tuy rằng hình triệu huy vẫn âm ước trong lòng chuyện lần trước trương dương không những chém đẹp hắn lại còn gây ra một loạt rắc rối phía sau cho hắn thế nhưng hắn vẫn nhận lời đáp ứng trương dương nguyên bản là cục an ninh quốc gia một cơ quan chủ chốt của quốc gia sao lại để cái cục giá cả vật tư bé tẹo kia vũ nhục như vậy được trương dương 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 tự đắc cúp điện thoại nếu như hình triệu huy đã đáp ứng thì chuyện này chẳng đáng bận tâm nữa hồi bên hồng kông trương dương đã tận mắt chứng kiến năng lực của cái cục an ninh quốc gia này quả thực không hề nhỏ chút nào. Đột nhiên nhớ tới tiền lương ở Cục An ninh Quốc gia Trương Dương liền mở điện thoại ra kiểm tra một chút, quả nhiên 300 tệ đã được chuyển vào tài khoản. Xem ra Cục An ninh Quốc gia cũng là chỗ tốt, bình thường cũng chẳng cần phải làm gì mà hàng tháng vẫn được lĩnh lương đều đều. Xử lý xong chuyện này Trương Dương liền gọi điện lại cho cố giai đồng, thế nhưng Thủy Trung điện thoại vẫn báo không liên lạc được. Trương Dương nhíu nhíu mày suy nghĩ, trước đây cũng đâu có tiền lệ như vậy, hay là đã xảy ra chuyện gì rồi? Vốn dĩ Trương Dương định hỏi qua cố minh kiện, thế nhưng lại ngại hắn ta vẫn để bụng cái vụ rắc rối ở Giang Thành, nghĩ đi nghĩ lại rốt cục Trương Dương cũng gọi số máy nhà riêng của cố bí thư, chủ đích là muốn gặp cố dưỡng dưỡng hỏi xem có chuyện gì xảy ra hay không. Mà Trương Dương cũng có lý do chính đáng để tìm cố dưỡng dưỡng, đầu tiên phải hỏi han xem tốc độ khôi phục đôi chân của cô bé thế nào đã rồi mới lân la hỏi chuyện khác được. Cô dưỡng dưỡng cũng không nghĩ tới Trương Dương lại chủ động gọi tới hỏi thăm như vậy, giọng nói của cô bé tỏ rõ sự vui mừng tột độ Trương ca. Là anh thật sao, sao lâu nay không có tới đây chơi nữa vậy? Đầu tiên Trương Dương hỏi xem đôi chân nàng hồi phục đến đâu rồi, sau đó mới cẩn trọng chuyển hướng câu chuyện hỏi han về cố giai đồng. Cô dưỡng dưỡng do dự một lúc vất vả lắm mới dám nói ra, hôm nay chị em bị hoảng sợ quá độ nên giờ phải nằm bệnh viện tỉnh để theo dõi tình hình đột nhiên trương dương thấy nao nao thấp giọng hỏi tiếp đã xảy ra chuyện gì vậy cô dướng dướng cũng có chút phẫn nộ kể lại hôm nay chị ấy đang dự một cuộc họp hội thảo thương mại thì đột nhiên một gã lao tới xô ngã chị ấy rồi còn đổ cả lọ máu tươi lên người chị ấy cái gì trương dương đứng phát dậy hai mắt trợn tròn nhận thấy mình hơi mất bình tĩnh trương dương cố gắng đè nén cảm xúc giận dữ cùng lo lắng trong lòng xuống hạ giọng hỏi lại thế cô ấy cô ấy có việc gì không tuy đã cố gắng giữ bình tĩnh nhưng giọng Trương Dương vẫn cứ run run khó kiềm chế. Chị ấy không sao cả, chỉ là hơi hoảng sợ quá mà thôi. Trương Dương lặng lẽ cúp điện thoại, loạn choạng chạy ra ngoài cửa cả tiếng nói với Vu Tiểu Đông ở phòng bên cạnh, Tiểu Đông, đặt vé máy bay đi Đông Giang cho ta ngay lập tức. Cố Giai đồng đang nằm điều trị dành cho cán bộ cao cấp của Bệnh viện Nhân dân tỉnh. Đến giờ sắc mặt nàng vẫn tái nhợt, Thủy Trung nàng vẫn thấy kinh hoàng cùng hoảng sợ hôm nay nàng cùng vương học hải tới tham dự buổi bán đấu giá công khai khu đất cửa hàng bách hóa dệt tổng hợp đông giang thế nhưng lúc vừa tới trước cửa hội trường thì sự việc liền xảy ra nàng vừa bước lên đến bậc thềm thứ ba ngoài cửa thì đột nhiên một người từ trong đám đông chạy vọt tới xô ngã nàng rồi còn tạt cả cốc chất lỏng gì vào mặt phải nói rằng lúc đó cố giai đồng cực kỳ hoảng sợ nàng cứ đinh ninh lần này thì xong rồi khuôn mặt nhan sắc sự nghiệp tất cả sẽ bị hủy hoại hết mãi một lúc lâu sau nàng mới định thần lại rồi nhận ra đó chỉ là máu loãng chứ không phải axit. tuy rằng thân thể không bị việc gì nhưng chuyện vừa rồi đã tạo thành đả kích quá mạnh khiến nàng suy sụp tinh thần nghiêm trọng trang cảnh lúc đó quá hỗn loạn ả à đàn bà kia cũng thừa dịp đó lẩn vào đám đông chạy mất từ lúc được người ta đưa vào bệnh viện đến giờ trong đầu nàng vẫn toàn một mớ lộn xộn thực tình nàng vẫn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra nữa tất quả đều quá nhanh quá đáng sợ con gái của bí thư tỉnh ủy bị người ta tạt máu loãng ngay trước mặt bàn dân thiên hạ, phải nói rằng tính chất sự việc cực kỳ tồi tệ, chuyện này làm kinh động tới cả Cục Công an tỉnh, đích thân Cục trưởng Cục Công an tỉnh ra chỉ thị cho Cục Công an Đông Giang bằng bất cứ giá nào cũng phải phá án trong vòng 24 giờ đồng hồ. Nhận được lệnh của cấp trên, Cục trưởng Cục Công an Đông Giang Phương nước Ngôn cũng không chậm trễ, trực tiếp gọi điện xuống Cục trưởng Phân Cục Công an Khu Bạch Sa Tăng Vũ Hành ra nghiêm lệnh phải huy động toàn bộ lực lượng của Cục mau chóng điều tra phá án. Tăng Vũ Hành lại gõ xuống gã cục phó Loan Thắng Văn bảo hắn thành lập tổ chuyên án gấp rút thu thập tin tức, đưa ra các phương án để phá án trong thời gian ngắn nhất. Cố dài đồng xảy ra chuyện chưa lâu thì tin tức liền truyền tới tai bí thư tỉnh ủy Cố Duẫn Trí. Quả thực phải khâm phục sự chấn tĩnh của Cố Duẫn Trí, nghe con gái xảy ra chuyện mà hắn vẫn bình tĩnh mặt không hề đổi sắc, chỉ có hai hàng lông mày là nhíu chặt lại. Lúc hạ bá đạt chắc chắn con gái không bị thương gì hắn mới thoáng yên lòng một chút. Hạ bát đạt nói như chém đinh chặt sắt hứa hẹn, cô bí thư cứ yên tâm, ta đã liên hệ trực tiếp tới Cục trưởng Cục Công an Đông Giang, gây áp lực bắt họ phải phá án trong thời gian ngắn nhất. Cô Duẫn Trí chuyển ánh mắt chăm chú nhìn hai bàn tay đang đan chặt nhau trên bàn, hắn trầm mặc một lúc sau mới thấp giọng nói, có phải hôm nay giai đồng đi cũng là chuyện về khu đất nhà máy dệt tổng hợp Đông Giang. Hạ bá đạt gật đầu, ta nghĩ chuyện này hẳn cũng liên quan đến vấn đề đó. Cô Duẫn Trí nhàn nhạt cười, tiểu hạ, người đã theo ta nhiều năm như vậy rồi vậy mà vẫn nói những lời như vậy sao? Nếu không có chứng cứ xác thực, tuyệt đối không được suy đoán lung tung, đó là điều cấm kỵ. Là một đảng viên đảng Cộng sản thì người phải luôn suy nghĩ cùng hành động theo nguyên tắc chuẩn mực, như vậy mới có thể xử lý mọi chuyện công bằng và bình đẳng được. Hạ bá đạt cuống quyết vâng vâng dạ dạ, nhưng hắn cũng thừa biết trong lòng cố bí thư đang lửa giận đùng đùng chỉ là không biểu hiện ra mà thôi, theo cố bí thư nhiều năm như vậy rồi đương nhiên hắn phải hiểu tính cách lãnh đạo của mình chứ. Hạ bá đạt thầm lắc đầu cười khổ, không biết kẻ nào chán sống lại đi chạm vào vảy ngược của cố bí thư. Tuy bình thường cố bí thư vẫn tỏ ra lạnh nhạt hờ hững nhưng có người cha nào lại không thương con, phải biết rằng từ lúc vợ chết hắn phải vừa làm cha, lại vừa làm mẹ chăm lo cho ba đứa con, tình thương của hắn dành cho con cái càng nhiều hơn người khác gấp bội. Bất kể lần này là kẻ nào đứng đứng sau bầy ra, chắc chắn hắn phải chết không sai. Cô Xuân Trí nhẹ giọng dặn dò, tiểu hạ, chuyện này cấm không được để lộ ra ngoài, càng không được để sự việc trở nên trầm trọng hơn sẽ gây ra những ảnh hưởng không tốt. Hơn nữa dài đồng cũng không có việc gì đừng để bên công an trông gà hóa quốc mà làm những chuyện không đâu. Chỉ là một chuyện nhỏ, không được để kẻ khác lợi dụng hòng đạt được mục đích. Hạ bát đạt ngoài miệng vâng dạ như đã hiểu, nhưng trong lòng lại càng run sợ hơn hắn thừa biết nếu như không mau chóng điều tra làm sáng tỏ vụ này thì hắn vô pháp chống đỡ được cơn thịnh nộ của cố bí thư. Trông thì cố bí thư có vẻ thản nhiên như không, ăn nói nhỏ nhẹ coi việc vừa rồi như chuyện còn con, nhưng thực ra trong lòng thì phong kinh vân đạp, nói không chừng cũng đến độ lửa giận mút trời rồi cũng nên. Hạ bá đạt vừa ra khỏi cửa phong làm việc của cố bí thư là liền móc điện thoại ra gọi cho Phương Đức Ngôn Nguyên Cục trưởng Cục Công an Đông Giang. Mà lúc này Phương Đức Ngôn cũng đứng ngồi không yên, Vụ việc con gái cô Bí Thư bị người ta tạt máu loãng ngay trước mặt bao nhiêu người đã trở thành đề tài bàn tán khắp cả Đông Giang. Chỉ mới vài tiếng đồng hồ mà hơn trăm cuộc điện thoại gọi thẳng tới văn phòng làm việc của hắn, trên tỉnh cũng gây áp lực rất lớn. Tuy rằng vẫn chưa thấy cô Bí Thư tỏ thái độ gì nhưng hắn cũng biết con gái xảy ra chuyện như vậy hẳn cô Bí Thư phải phẫn nộ cực điểm. Ngấm đi ngấm lại phương đức ngôn thầm nhủ phải mau chóng xử lý thật tốt chuyện lần này, càng để lâu bao nhiêu thì tính mạng chức vụ của hắn càng bị đe dọa nhiều bấy nhiêu. Hạ Bá Đạt cũng khá giỏi việc đoán ý của Cố bí thư, mà Phương Đức Ngôn cũng được coi là bạn chi giao với hắn, quan hệ hai người khá tốt. Hạ Bá Đạt gọi điện một là thông báo cho Phương Đức Ngôn biết ý tứ của Cố bí thư, cùng dặn dò hắn phải nhanh chóng điều tra làm sáng tỏ vụ việc lần này, bên cạnh đó cũng phải tận lực giữ kín chuyện này, tốt nhất là không nên tạo thành dư luận xấu ra xã hội, giảm mức ảnh hưởng tới mức thấp nhất có thể. Nghe Hạ Bá Đạt nói Phương Đức Ngôn cũng thấy yên lòng được phần nào, hiện giờ của bí thư cũng không tỏ ra phẫn nộ cho lắm. Ngắt điện thoại xong hắn liền gọi điện cho Loan Thắng Văn dặn dò hắn phụ trách xử lý chuyện này cho thật tốt. Thật ngoài dự tính của Phương Đức Ngôn, Loan Thắng Văn lại báo được tin tốt đã bắt được người phụ nữ tạt máu vào Cố tiểu thư. Nàng ta chỉ là một nữ nhân viên bán hàng phổ thông của cửa hàng bách hóa Dệt Đông Giang. Ngày thường cũng ít thấy mặt ả à ta, đồng lương thì ít ỏi, gia cảnh lại nghèo khó đã thế năm trước chồng bị tai nạn đến giờ vẫn đang nằm liệt ở nhà, có đứa con trai thì lại ngu si đần đột. Sở dĩ hôm nay nàng tạt máu loãng vào người cố giai đồng là bởi vì nàng ta nghe nói cố giai đồng muốn phá rỡ cửa hàng bách hóa dệt đông giang, việc đó cũng đồng nghĩa nàng ta sẽ bị mất việc. Nguồn thu nhập kinh tế duy nhất bị người ta tước mất, nàng ta đâm ra hận cố giai đồng, hận ả đàn bà kia dồn gia đình bọn họ vào chỗ chết đói, hận không thể mua được axit khiến ả đàn bà kia sống không bằng chết. Bất kể Loan Thắng Văn tra khảo thế nào, người phụ nữ này đều một mực khai rằng đây chỉ là chủ ý của riêng nàng ta, không liên quan gì đến người khác. Làm trong nghề nhiều năm chỉ cần liếc mắt cái Loan Thắng Văn cũng biết ả đang nói dối, thế nhưng ả này lại rất cứng đầu, nhất quyết không khai bất cứ điều gì khác. Tuy không thu thập được nhiều tin tức nhưng như vậy cũng đủ khiến Loan Thắng Văn thầm thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần bắt được hung thủ là có cái ăn nói với cấp trên, chỉ ít không còn sợ lãnh đạo giáng tội xuống nữa khoảng 8 giờ tối, cố Duẫn Trí đưa dưỡng dưỡng cùng Minh Kiện tới bệnh viện nhân dân tỉnh thăm chị chúng. Thực ra hắn cũng không thích cái chuyện vì nể mặt hắn mà bệnh viện chăm sóc đặc biệt giai đồng để con gái hắn được ở phòng riêng chỉ dành cho cán bộ cấp cao. Nhưng ngẫm lại giai đồng bị hoảng sợ quá độ nên cũng cần một nơi yên tĩnh, nghĩ vậy hắn cũng không có kiến nghị gì với bệnh viện. Lúc vào phòng bệnh, cố giai đồng đang ngồi bó gối trên giường, hai mắt nhìn chằm chằm màn hình tivi chỉ có điều ánh mắt nàng lại không có thần thái, chắc là nàng quá chìm đắm trong suy nghĩ của mình nên cũng không nhận ra là có người tới. Mãi tận tới lúc cố dưỡng dưỡng gọi tên, cố giai đồng mới khôi phục tinh thần lại. Thấy cha cùng hai em tới thăm, nàng mới miễn cưỡng nở nụ cười. Cố dẫn chí đi tới ngồi xuống bên giường, cố minh kiện thấy chị gái mình tiều tụy mà không kìm được lửa giận, cứ đứng giữa phòng căm giận nói chị. Chị cứ yên tâm, nhất định em sẽ làm chị hết giận, em sẽ tra ra kẻ nào dám làm chuyện này, em sẽ giết hắn. Cố Duẫn trí nhíu mày hừ lạnh một tiếng, Cố Minh Kiện liền nhận ra vừa nãy mình có hơi thất thố, vội vàng ngậm miệng lùi sang một bên. Cố Dưỡng Dưỡng khanh khách nở nụ cười duyên, để giỏ hoa quả lên bàn rồi quay sang cười nói: "Chị, em gọt táo cho chị nha." Cố Gia Đồng nặng nề lắc lắc đầu, "Chị không muốn ăn." Nàng quay sang nhìn cha một chút rồi nói với em trai: "Minh Kiện, em cùng Dưỡng Dưỡng ra ngoài mua dùm chị một phần chè vừng về đây, bỗng nhiên chị lại rất muốn ăn." Cố Minh Kiện cứ đứng ngẩn ngơ chẳng hiểu chị mình vừa nói gì nữa, chỉ có cố dưỡng dưỡng là hiểu ý chị gái muốn nói chuyện riêng với cha nên vội vàng gật đầu vâng vâng giả giả rồi kéo tay anh trai đi ra bên ngoài. Bây giờ trong phòng bệnh chỉ còn hai cha con, cố dưỡng trí vẫn lẳng lặng nhìn con gái, trong ánh mắt thâm thúy vẫn không che giấu nổi sự hiền từ cùng yêu thương con gái. Audio điện tử võ tấn bền Nhận thấy sự quan tâm của cha dành cho mình, Đột nhiên cố dai đồng cảm thấy chua sót, hai vành mắt cũng đỏ lên. Nàng cắn chặt môi dưới, cố gắng kiềm chế không để nước mắt trào ra nhỏ giọng nói, Cha, con xin lỗi, đã để cha phải lo lắng. Cô duẫn trí cười nhẹ vỗ vỗ mở u bàn tay con gái thấp giọng nói, một người muốn làm lên nghiệp lớn thì phải trải qua muôn vàn khó khăn, đó cũng là thử thách của cuộc đời dành cho mỗi con người. Trong ba chị em thì con là chị cả, cũng là người kiên cường mạnh mẽ nhất, ta tin chuyện này sẽ không khiến con gục ngã được. Cố dài đồng cũng nở nụ cười nhẹ cố sức gật đầu thật mạnh. Cô Duẫn Trí lại nói tiếp, về nhà đi. Trong nhà còn em trai và em gái con, mấy chị em tâm sự trò chuyện cho đỡ buồn. Cố gia đồng nhẹ giọng trả lời, cha, ngày mai con sẽ về. Cố Duẫn Trí cũng không ngượng ép con gái chỉ thấp giọng nhắc nhở, hiện đã bắt được kẻ gây rối. Nghe nói ả à ta cũng chỉ là một nhân viên bán hàng phổ thông của cửa hàng bách hóa dệt tổng hợp Đông Giang, Ả à ta tưởng rằng con muốn phá bỏ cửa hàng bách hóa dệt cũng là hủy đi chén cơm, chặt đứt đường sinh sống của ả à nên ả à mới làm vậy để trả thù. Cô dẫn trí ngừng một chút rồi lại nói tiếp, bất kể là làm quan hay kinh doanh buôn bán thì đều phải chú ý tới cảm nhận của người dân. Giai Đồng, đây cũng như một bài học, còn phải nhớ, sau làm làm việc gì cũng phải thận trọng, phải chú ý đến cả những điều nhỏ nhặt nhất." Cô giai Đồng kiên định gật đầu, cha, con cũng không muốn truy cứu chuyện này nữa dù sao cũng không có thiệt hại gì lớn, mà người đàn bà kia cũng không thực lòng muốn hại con, người ta làm vậy cũng là do mình cả. Cô Duẩn trí tán thưởng nhìn lại đứa con gái thân yêu của mình, dường như hắn tìm được hình bóng của mình trên người đứa con gái lớn này. Hắn thấp giọng nói, cứ an tâm nghỉ ngơi cho tốt, không việc gì phải bận tâm suy nghĩ nhiều. Cô Duẩn trí vẫn thể hiện hắn là một người trí công vô tư, lúc nào cũng có thể vì đại nghĩa diệt tình thân. Nhưng thật ra những tình cảm kia hắn đều giấu kín trong sâu thẳm nội tâm. Tuy rằng hắn không biết sự tình lúc đó diễn biến như thế nào nhưng là người từng trải, hắn liền kết luận chắc chắn có người đằng sau giật dây ả à đàn bàn kia, bằng không ả à ta cần gì phải ra tay giữa chốn đông người như vậy. Khu đất của cửa hàng bách hóa Dệt Đông Giang vừa mới được đem ra bán đấu giá có người liền tìm đến tận cửa gây sự, điều làm hắn thấy khó hiểu là chỉ một miếng đất nho nhỏ như vậy mà kẻ nào lại dám trực tiếp gây hấn với mình. Đến tột cùng kẻ đó có mưu đồ gì? Cô Duẫn Trí cũng không ở lại lâu chờ đến khi Minh Kiện cùng dưỡng dương mua chè vừng trở về hắn liền đứng dậy rời đi. Vốn dĩ cố dưỡng dưỡng muốn ở lại bệnh viện chăm sóc chị gái, nhưng lại bị cố gia đồng khuyên nhủ nói không cần thiết cuối cùng cũng chịu cùng cha về nhà. Một nhà ba cha con cố dẫn trí rời đi chưa lâu thì Vương Học Hải cũng tới thăm. Do đi cùng cố gia đồng nên hắn cũng được chứng kiến sự việc từ đầu tới cuối, lúc cố gia đồng xảy ra chuyện. Cũng chính là hắn đích thân đưa cố gia đồng đến bệnh viện rồi lại vội vã trở về tham gia buổi đấu giá đến giờ hắn tới trước là để thăm hỏi tình hình cố giai đồng, sau là để báo lại cho nàng biết tình hình buổi đấu giá hôm nay. Cố giai đồng nhìn bó hoa cùng với một đống đồ chuyên để thăm người bệnh trong giỏ, nàng không khỏi cười khổ nói, người coi ta là bệnh nhân thật à. Vương học hải gượng cười gãi đầu nói, xin lỗi, thói quen rồi, không mua vài thứ tới cứ thấy thiêu thiếu cái gì đó. Mà giờ thấy người vẫn khỏe mạnh như vậy ta cũng thấy yên tâm rồi cố giai đồng lại hỏi tiếp buổi đấu giá hôm nay thế nào rồi vương học hải cười nhẹ nói nói là đấu giá công khai nhưng thực chất cũng chỉ là nói suông chẳng thấy công bình chút nào cả cuối cùng cũng đều phải dựa vào quan hệ cả chân chính cạnh tranh với khu đất cũng chỉ có hai nhà chúng ta là một trong số đó tuy vương học hải không có nói rõ nhưng ẩn ý vẫn ám chỉ lương thành long cùng tập đoàn phong dụ của hắn cố giai đồng nhẹ giọng thở dài nói chắc hẳn lương thành long phải chuẩn bị chu toàn mọi việc rồi Vương Học Hải nói tiếp, đúng là hắn chuẩn bị khá tốt, nhưng chúng ta cũng đâu thua kém, kể cả về vấn đề tài chính thì chúng ta vẫn hơn hẳn hắn một bậc. Đúng rồi, đám công nhân viên trước của cửa hàng bách hóa dệt do không biết chút tin tức gì nên kéo nhau cả đám đến hội trường đấu giá gây sự, bọn họ phản đối đem bán đấu giá cửa hàng bách hóa này. Nói đến đây cố dài đồng lại nhớ tới việc hôm nay bị người ta tạt máu loãng vào người, nàng sợ hãi nhắm chặt hai mắt lại lắc đầu nói, việc này để sau hãng nói đi. Vương Học Hải cũng biết lúc này không tiện bàn chuyện làm ăn cho lắm nên cũng nói vài lời khách sáo rồi đứng dậy cáo từ rời đi. Vậy ngươi nghỉ ngơi sớm một chút đi, còn chuyện đấu giá lúc nào có tiến triển thì ta sẽ lập tức báo lại cho ngươi hay. Cố dài đồng gật đầu, đột nhiên ánh mắt lại đờ đẫn nhìn ra ngoài cửa phòng. Chẳng biết Trương Dương xuất hiện từ bao giờ, thằng nhãi này đang đứng ngay ngưỡng cửa, vẻ mặt đầy thân thiết cùng quan tâm lo lắng. Tuy rằng Vương Học Hải đứng ngay giữa hai người thế nhưng Thủy Trung hắn không thể chia cắt được ánh mắt hai người giao nhau, điều này cũng khiến hắn thấy có chút xấu hổ, nhất thời không biết nên làm gì để gỡ rối nữa nên hắn vẫn cứ đứng như trời trồng ở giữa phòng, còn hai người Trương Dương cùng Cố Giai Đồng thì vẫn lặng lẽ nhìn nhau đắm đuối. Cố Giai Đồng cắn cắn môi dưới rồi đột nhiên quay mặt sang bên cạnh không dám nhìn Trương Dương nữa. Đôi mắt đẹp đã dương dương nước mắt, trong lòng thì cảm thấy xúc động cùng ấm áp không nói thành lời. Hiện giờ Trương Dương cũng có khả năng chế ngự tình cảm rất tốt, chỉ một thoáng xúc động qua đi Trương Dương liền nhận ra ở đây còn có Vương Học Hải, mỉm cười gật đầu chào hỏi hắn, giám đốc Vương cũng tới đó ư. Mãi đến lúc Trương Dương mở miệng trước Vương Học Hải mới phản ứng lại, vội vội vàng vàng bắt chuyện ngay với Trương Dương, Trương chủ nhiệm đó à, thật trùng hợp, ngài cũng tới thăm giám đốc cố sao. Ngoài miệng thì nói chống chế chứ Vương Học Hải cũng nhận ra, Quan hệ của hai người Trương Dương với Cố Gia Đồng không chỉ đơn giản là hợp tác làm ăn thông thường. Lúc Trương Dương vừa mới tới, trong ánh mắt bọn họ toát lên vẻ thâm tình khó tả, ánh mắt đó chẳng khác gì ánh mắt của những đôi tình nhân nhìn nhau, thật nồng nàn, thật thắm thiết. Trương Dương tự mình tiến vương Học Hải ra tận bên ngoài cửa, Trương Dương làm vậy không phải vì muốn rời đi mà mục đích chủ yếu là để che giấu không cho Vương Học Hải nhận ra mối quan hệ của hắn với Cố Giai Đồng hơn nữa chuyện xảy ra hôm nay vương học hải cũng có mặt tại hiện trường đương nhiên nếu muốn biết sự tình thực hư ra sao thì phải hỏi hắn ta rồi vương học hải cũng tóm tắt sơ lược chuyện xảy ra hôm nay nói cho trương dương biết sau đó liền bắt tay trương dương nói lời cáo từ trước khi đi hắn cũng không quên dặn dò trương dương có lẽ cố tổng giám đốc cũng chỉ bị hoảng sợ quá độ mà thôi thân thể đều không việc gì cả người ở lại nhớ khuyên giải cô ấy giúp cô ấy sớm hồi phục lại như cũ Tiến vương học hải xong Trương Dương trở lại phòng bệnh, cố gia đồng cũng khôi phục lại tâm tình không còn xúc động như lúc nãy nữa. Trương Dương chậm rãi ngồi xuống ghế bên cạnh giường, ánh mắt hắn Thủy chung vẫn không rời khỏi khuôn mặt xinh đẹp nhưng tiểu tụy kia. Cố gia đồng cũng nhận ra tình cảm chan chứa trong ánh mắt kia của hắn. Hai người cứ thế lặng lẽ nhìn nhau một lúc lâu, cố gia đồng mới mở lời trước, ta không việc gì cả, tất cả đều ổn rồi. Trương Dương cầm bàn tay nhỏ xinh của nàng, khẽ nhéo nhéo một chút rồi buông ra thấp giọng nói nhất định ta sẽ không tha cho bọn chúng đừng trương dương ta không muốn truy cứu chuyện này nữa thân thiết với nhau lâu như vậy đương nhiên nàng cũng hiểu rõ tính cách của hắn nếu như hắn đã nói ra miệng thì chắc chắn bằng mọi giá hắn sẽ làm cho bằng được đúng lúc này thì lại có người tới thăm cố giai đồng lần này là chủ nhiệm văn phòng tỉnh ủy hạ bá đạt cùng vợ giờ cố giai đồng cũng cảm thấy hối hận nàng vẫn tưởng rằng trốn ở trong bệnh viện thì sẽ được yên tĩnh một chút, thế nhưng không nghĩ ra lại hết người này tới người khác tới làm phiền. Chỉ riêng gặp được cha cùng các em với Trương Dương là nàng còn thấy vui mừng. Trương Dương cũng thấy cứ ngồi lì ở đây thì không hay cho lắm liền chủ động đứng dậy nói lời cáo từ. Trước mặt người khác cố dài đồng cũng ăn nói rất khách khí, Trương chủ nhiệm đi thong thả, có việc gì ta sẽ gọi cho ngài sau. Người khác thì không nghe ra chứ Trương Dương liền nhận ra ám hiệu của nàng ta, ý bảo lúc nào không còn người lạ nữa thì gọi hắn sau. Hạ bá đạt tuy chưa từng gặp qua Trương Dương thế nhưng ngay lần gặp đầu tiên hắn liền nhận định Trương Dương là một thanh niên khá nhanh nhẹn, nắm bắt rất nhanh nhạy chuyện gia đình của cố bí thư. Liếc mắt đánh giá Trương Dương một lượt, hắn cũng thầm gật đầu khen ngợi, ngoại hình sáng sủa, ăn nói lưu loát, rất có tiền đồ. Trương Dương vừa ra khỏi phòng bệnh, mới đi được vài bước liền thấy đằng xa có ba gã đang đi về phía này, một gã trong đó hùng hổ nói, mẹ kiếp, đúng là rách việc. À ta thì có cái gì mà đòi kiêu ngạo thế chứ? Tuy hùng hổ nói nhưng thanh âm hắn lại rất thấp, tựa như sợ người ngoài nghe được vậy. Một gã bên cạnh thở dài nói, bớt nói nhảm đi, ai bảo người ta là thiên kim đại tiểu thư của cố bí thư. Cho đáng đời, mà sao người phụ nữ kia không phải tạt axit mà chỉ là máu loãng thôi nhỉ? Gã còn lại cũng chen miệng vào. Kỳ thực đám người này nói chuyện không to, nếu là người bình thường thì ở cự ly xa như vậy hẳn là không nghe được gì. Thế nhưng thính lực của trương đại quan nhân thì đâu giống người thường, cho dù bọn chúng chỉ thì thầm với nhau thì trương dương cũng nghe rõ ràng như ngay bên tai vậy. Thấy vẻ tiều tụy suy sụp của cố giai đồng, trương dương đã đầy một bụng khó chịu sẵn, giờ lại nghe được mấy gã kia nói xấu cố giai đồng, trương dương liền lửa giận bừng bừng. Lúc sau thì ba gã kia cũng thấy Trương Dương đằng trước, nhất thời cả đám liền im bặt không nói lời nào nữa, chỉ là bọn họ không biết những lời vừa rồi đã bị Trương Dương nghe rõ từ đầu đến cuối. Trương Dương lạnh lùng nhìn thẳng mặt gã đứng giữa, gã kia bị Trương Dương nhìn chầm chầm cũng có chút sợ hãi, cả giận mắng lớn, ngươi nhìn cái gì vậy? Trương Dương nhếch mép cười nhạt một tiếng, rồi đột nhiên xông vào tới trước. Gã kia chỉ thấy bóng Trương Dương chấp lên một cái ngay sau đó thấy mắt mũi hoa hết cả lên. Chỉ trong một tích tắc Trương Dương đã vào tới cho thằng nhãi kia một cái bà tai như trời giáng. Từ lúc được sống lại đến giờ, công phu bà tai của trương đại quan nhân càng lúc càng thành thục. Một cái bà tai vừa nhanh vừa chuẩn lại đủ lực khiên gã kia choáng váng đầu óc thất tha thất thiểu lùi về phía sau rồi ngã bệt xuống đất. Đầu óc hắn choáng váng kiến tay cũng không cầm chặt được bó hoa nữa mà thả lỏng để bó hoa rơi xuống đất. Cảm giác đau bốt nhưng nhức hai bên má cứ chuyển tới tận óc mãi không thôi. Hai gã bạn hắn đi cùng cũng giật mình sửng sốt, ai mà ngờ được thằng nhãi kia không nói không rằng gì liền xuống tay đánh người như vậy. Một thoáng trứng lại qua đi bọn họ liền hùng hổ xông tới Trương Dương quyết tẩn cho thằng nhãi sắc lược kia đến cả mẹ nó cũng không nhận ra được. Với thân thủ của Trương Dương thì sao để hai gã tép siêu kia vây công được, một quyền như chấp giật, cùng một cước như phong quyển tàn vân đánh cho hai gã kia ngã lăn quay ra đất. Trương Dương chỉ thẳng mặt ba gã đang nằm co quắp dưới đất hung tợn mắng lớn, con mẹ nó chứ, thằng nào có gan dám nhắc lại những lời vừa rồi cho ta nghe lúc này ba gã kia mới biết tại sao Trương Dương lại không nói không rằng đánh bỏ họ như vậy. Gã bị Trương Dương tát có vẻ còn nhẹ không hề sợ hãi cả giận quát lại, người có biết ta là ai không? Trương Dương dẫm chân lên bụng hắn cười nhạt lạnh lùng nói, ông mày không cần biết mày là thằng chó đẻ nào, ông đều đánh tuốt. Ngay lúc này thì có bốn gã cũng đang cấp tốc chạy tới chỗ này, vốn dĩ bọn họ phải đợi ở bên ngoài nhưng thấy bên trong có động tĩnh liền chạy vào xem. Một gã trong đó liền nhận ra Trương Dương, gã đó chính là người lần trước bị trương dương dạy dỗ ở quán lý tứ long hà thành đại bôn thấy trương dương đánh người đại bôn không khỏi dùng mình một chút trong lòng tự trách bản thân mẹ nó chứ hôm nay ra đường không xem hoàng lịch hay sao lại đụng ngay gã hung thần này trương dương nhếch mép cười lạnh nói trông người cũng khá quen mắt đã gặp nhau lần nào chưa nhỉ gã bị trương dương bạt tay giờ lại đang bị trương dương giẫm lên bụng không ai khác lại chính là chủ tịch tập đoàn phong dụ lương thành long vốn dĩ hắn cũng chẳng muốn tới thăm ả đàn bà cố giai đồng kia, thế nhưng chú hắn bí thư thị ủy Đông Giang lương Thiên Chính đích thân gọi điện tới hỏi hắn có phải chuyện ả kia tạt máu loãng vào người cố giai đồng có liên quan tới hắn không? hắn phải nói mãi chú mới chịu tin chuyện này không phải do hắn làm. thế nhưng chú vẫn bắt hắn phải đích thân tới thăm cố giai đồng cho phải phép. thực ra trong lòng lương thành long hắn lại luôn cho rằng chính ả đàn bà cố giai đồng kia là chủ mưu giàn dựng vở kịch này chắc chắn là ả à muốn đổ tội cho tập đoàn phong dụ của hắn, muốn hắn lần này phải chịu tiếng xấu oan uổng. Dù gì cũng là chủ tịch một tập đoàn lớn, hiển nhiên Lương Thành Long phải cao ngạo hơn người rồi. Hắn thực sự không có làm cái chuyện kia vậy mà chuyện xảy ra không lâu liền có người đồn thổi rằng hắn vì muốn chiếm khu đất kia nên mới làm vậy. Họ nói rằng người phụ nữ kia cũng là do hắn suối bẩy hoặc thuê làm. Bị hàm oan như vậy thì ai mà không tức giận được cơ chứ? Lúc nãy bị chú mắng cho xối xả, hắn đã thấy khó chịu rồi giờ lại còn phải mang hoa đi tặng ả à đàn bà kia khiến hắn thực không chịu được mới chửi đồng hai câu nhưng thực không ngờ lại bị người khác nghe thấy lúc sau thì hạ bá đạt cùng vợ đi ra thấy một màn dũng mãnh của trương dương hạ bá đạt không khỏi nhíu nhíu mày thằng nhãi này thực cũng kiêu căng ngạo mạn quá đi chưa hỏi rõ ràng ra ai đã đánh người ta như vậy hơn nữa lại còn một đánh ba thực là điên cuồng quá đi hai gã nhân viên bảo vệ bệnh viện thấy có tiếng động lớn nên cũng đã chạy tới, một gã trong đó đã báo cảnh sát trước khi tới đây. Đồn công an lại nằm ngay cạnh cổng bệnh viện nhân dân tỉnh, chỉ sau một hồi công an liền chạy tới hiện trường. Trước mặt nhiều người như vậy mà bị người ta bà tai rồi còn sỉ nhục thầm tệ, Lương Thành Long tức giận đến cực điểm, một tay bưng mặt một tay chi thẳng mặt trương dương quát lớn, tiểu tử ngươi chết chắc rồi, hôm nay ta không bắt ngươi ngồi tù được thì ta không làm người. Hạ bá đạt vẫn thủy chung đứng đằng xa quan sát sự tình mà không hề nóng lòng qua bên đó. Nhìn tràng cảnh trước mắt mà hắn chỉ nhoẻn miệng mỉm cười, đây cũng là hắn học được từ cố bí thư. Dáng vẻ tươi cười điềm đạm sẽ che đậy những suy nghĩ, những toan tính trong lòng, mà nhiều lúc cười sẽ khiến đối thủ khó nắm bắt được tiết tấu. Thế nhưng vợ hắn bên cạnh lại không được như hắn, bà vội vàng dục đi, nhanh qua đó xem xảy ra chuyện gì đi. Lúc này hạ bá đạt mới gật gật đầu rồi cùng đi qua bên đó. Gã cảnh sát mới tới đi thẳng tới trước mặt Trương Dương hỏi, nói đi, đã xảy ra chuyện gì vậy? Trương Dương cười nói, cũng không có chuyện gì cả, bọn chúng chửi ta, lại còn muốn đánh ta, cũng chỉ xảy ra tranh cãi chút thôi mà. Thằng nhãi này đã luyện đến cảnh giới nói dối mà như nước chảy mây trôi, vẻ mặt vẫn bình thản như thường không nhíu mày một cái. Lương Thành Long cả giận nói, là ta tới thăm người bệnh, vậy mà hắn đột nhiên lao tới đánh ta. Tát ta một cái, nói ra mấy lời này hắn cũng cảm thấy nhục nhã, đông người như vậy mà bị một thằng nhãi danh tát cho thành cái bộ dạng này. Lương Thành Long vừa nói xong hai gã đi cùng hắn liền nhao nhao lên phụ họa làm chứng. Bốn người bọn đại bôn đứng lẫn trong đám người, chuyện này không có liên quan tới bọn họ nên bọn họ cũng chỉ đứng ở bên theo dõi tình hình tiếp theo. Tuy rằng Lương Thành Long là ông chủ thế nhưng đại bôn hắn đã từng tự thân trải nghiệm qua sự lợi hại của Trương Dương, quả thực ấn tượng lần đó quá sâu sắc, giờ nghĩ lại hắn vẫn cảm thấy không rét mà run. Thấy hạ bá đạt tới, Lương Thành Long như thấy được cứu tinh liền vội vàng đi tới chào đón, hạ chủ nhiệm, ngài tới thật đúng lúc quá. Chuyện vừa rồi chắc hẳn ngày cũng thấy cả chứ. Hạ bá đạt giả bộ kinh ngạc nhìn lại Lương Thành Long, tiểu lương đó à? Đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao mặt ngươi lại? Nghe hạ bá đạt nói thế Lương Thành Long cũng chỉ cho rằng hắn ta không thấy cảnh vừa rồi, trong lòng chỉ còn biết buồn bực cùng khó chịu. Hắn thở dài nói, chẳng là đụng phải một thằng điên. Nói xong hắn liền móc di động ra trực tiếp gọi điện cho cục trưởng phân cục bạch sa tăng vũ hành. Bị trương dương sỉ nhục như vậy, hắn quyết tâm phải bắt thằng nhãi này nếm đủ mới hả dạ. Hạ bá đặt đánh mắt cho vợ một cái rồi hai người chậm rãi đi ra bãi đỗ xe. Lúc này gã cảnh sát kia mới bắt đầu hỏi Trương Dương, họ tên. Trương Dương, lương thành long nghe thấy cái tên này liền ngây người ra một lúc hắn cứ có cảm giác cái tên này nghe rất quen tai nhưng nhất thời cũng không nhớ ra nghe lương thành long nhắc tới tên trương dương tăng vũ hành liền chắc chắn trương dương này cũng chính là thằng nhãi kia không sai nhớ tới thằng nhãi này cũng là nhớ tới một đống rắc rối hắn gây ra trước kia tăng vũ hành cũng không tài nào hiểu được tại sao cứ lúc nào thằng nhãi này chạy tới đông giang gây chuyện thì cứ nhè ngay khu vực quản lý của hắn mà gây sự Thế nhưng lần này có Lương Thành Long cũng là có bí thư thị ủy Đông Giang, nếu như đã có người chống lưng rồi thì hắn liền có phương án giải quyết vấn đề này ngay. Trương Dương cũng rất thành khẩn cung cấp lời khai, nói với gã cảnh sát kia, giờ ta có thể đi được chưa? Nếu như sau này có chuyện gì thì cứ việc tìm ta, lúc nào ta cũng mở máy di rộng cả. Gã cảnh sát kia cũng thấy tình huống không có gì nghiêm trọng lắm, mặc dù có tranh cãi nhưng lại không phát sinh vấn đề gì thêm cũng không thể bắt giữ bọn họ được hắn đang định khuyên bọn họ hòa giải rồi giải tán thì Lương Thành Long đang gọi điện ở một bên đưa di động cho hắn nói tầng cục trưởng tìm ngươi. chương 114, thiên hạ đều vì hai chữ, danh, và, lợi. Gã cảnh sát kia nghe điện thoại của tầng cục trưởng xong thái độ liền thay đổi 180 độ, hắn chỉ thẳng mặt Trương Dương nói, ngươi, theo ta về đồn hiệp trợ điều tra phá án. Thấy gã cảnh sát kia đột ngột thay đổi thái độ, Trương Dương cũng biết thừa là Lương Thành Long vừa tìm người giúp đỡ. Trương Dương cười lạnh đáp lại, dựa vào cái gì mà ta phải theo ngươi về đồn? Hai bên chỉ tranh cãi, như vậy có liên quan gì đến cảnh sát sao? Ngươi đánh người mà còn dám ở đó lớn lối nói lý lẽ nữa sao? Được cục trưởng đích thân gọi điện tới, hiển nhiên gã cảnh sát kia cũng lớn gan hơn rất nhiều. Lúc này hắn mới tỏ ra là một cảnh sát nhân dân trí công vô tư, vì dân phục vụ. Lương Thành Long có chút đắc ý nhìn Trương Dương cười khỉnh nói, lần này ngươi chết chắc rồi con ạ. À. Bốp, Lương Thành Long vừa dứt lời thì lại một cái bà tai như trời giáng vào mặt hắn. Hành động vừa rồi của Trương Dương thực vượt qua sự tưởng tượng của mọi người ở đương trường. Ai mà ngờ được giữa chốn đông người như vậy lại có cả cảnh sát nữa mà thằng nhãi kia lại dám ngang nhiên bà tai Lương Thành Long cơ chứ. Lần trước là má phải lần này là má trái, Lương Thành Long lại ôm mặt ngã sóng xoài dưới đất. Một thoáng ngơ ngác choáng váng qua đi hắn liền gầm lên một tiếng rồi lao thẳng về phía Trương Dương, lần này hắn quyết liều mạng với thằng nhãi kia. Chỉ tiếc thực lực hai người tranh lệch quá xa, Lương Thành Long chỉ với sự liều mạng thì cũng vô ích. Hắn vừa lao vào đúng tầm là ăn ngay một cước như sấm sét vào bụng, hắn rú lên một tiếng đau đớn rồi cả người bay ngược về phía sau. Gã cảnh sát bên cạnh vừa thấy chàng cảnh này liền nóng mắt, hắn rút rùi cui điện ra chọc thẳng vào thắt lưng của thằng nhãi điên cuồng kia. Chỉ là thân thủ của Trương Dương quá nhanh, lắc mình một cái liền tránh chiếc rùi cui điện trong gang tấc, đang thuận đà trương dương cho một quyền ngay cằn gã cảnh sát. Gã cảnh sát kia chỉ thấy mình vừa rút rùi cui điện ra chọc vào sườn thằng nhãi kia, thì đột nhiên thân hình hắn nhoáng lên một cái, tiếp đó là một trận choáng váng đầu óc, hắn không tự chủ được mà khủy xuống. Gã cảnh sát vừa che miệng vừa căm giận chừng mắt nhìn trương dương, ngươi, ngươi dám đánh cảnh sát. Sau cùng mãi tới lúc đích thân phó cục công an phân cục bạch salon thắng văn phải chạy tới hiện trường thì trò cười ở đây mới chấm dứt thực lòng hắn cũng chẳng muốn dính vào mớ dối rắm lần này, thế nhưng lại sợ chuyện này mà dùm beng lên thì lại bị lão cục trưởng trách tội. Mà thậm chí toàn phân cục bạch xa cũng đều bị liên lụy. Nghĩ đi nghĩ lại hắn cũng đành cắn răng chạy tới, trước khi tới đây hắn cũng đã tự tính bước đi trước một chút, bởi nhẽ hắn cũng biết một chút về thân thế của Trương Dương, thằng nhãi này không hề tầm thường chút nào. Thái độ của Lương Thành Long rất mạnh, hắn kiên quyết đòi kiện Trương Dương ra tòa mới chịu. Loan Thắng Văn vừa mới tới, sự tình còn chưa rõ nên cũng không dám đánh liều trước tiên hắn phải cẩn thận hỏi lại hai bên tình hình cụ thể thế nào trước lúc sau lương thành long cũng đoán được đại khái tình huống lúc đó nếu như những lời khai là đúng thì trương dương là đầu tiêu vụ lộn xộn lần này mà với tính tình của thằng nhãi này thì chẳng cần đoán cũng chắc tám phần là do hắn gây ra tuy biết rõ kẻ đúng người sai nhưng loan thắng văn lại nói chuyện rất thân mật với trương dương bởi vì ở đây hắn là người biết bối cảnh của trương dương rõ nhất hắn không dám đắc tội với Trương Dương, tiểu trương chủ nhiệm, sao cậu lại đánh người như vậy? Dù có mâu thuẫn thì cũng có thể nói chuyện đàm phán hòa giải được mà. Lúc nói những lời này Loan Thắng Văn dùng ánh mắt đầy thâm ý liếc nhìn Lương Thành Long một chút. Nghe hắn nói dễ dàng như thế Trương Dương cả tiếng đáp lại ngay là hắn nói xấu cố dài đồng, hắn nói sao không dùng axit tạt vào người cô ấy. Người nói xem, hắn dám nói như vậy có nên đánh hay không? nghe mấy lời này mà Loan Thắng Văn cũng phải giật mình. Còn Lương Thành Long bị vạch trần thì lo lắng sợ hãi, hắn thực không ngờ Trương Dương ở xa như vậy lại có thể nghe thấy bọn họ vừa nói gì, thằng nhãi này là người hay là chó vậy. Loan Thắng Văn không hổ là cảnh sát hình sự nhiều năm, hắn chỉ liếc mắt một cái thấy bộ dạng bồn chồn lo lắng của Lương Thành Long liền chắc chắn 89 phần việc Trương Dương nói là đúng sự thật. Trong lòng thì thầm mắng gã Lương Thành Long chó chết mấy lời thiếu đạo đức như vậy cũng nói ra mồm được, bị ăn đòn cũng là phải đạo. Lương Thành Long đang định phản bác lại mấy lời vô căn cứ của Trương Dương thì chú hắn lại gọi tới. Lần này Lương Thiên Chính cũng không nổi giận mà chỉ lạnh lùng buông một câu, đừng có làm loạn nữa. Đây cũng là hệ quả của việc hạ bá đạt nói lại sư việc vừa rồi ở bệnh viện cho cô Bí Thư biết. Tuy rằng hắn không biết Lương Thành Long đã nói những gì, thế nhưng qua biểu hiện cực kỳ tức giận của Trương Dương, hắn cũng đoán được vài phần chắc là lương thành long đã nói xấu cố tiểu thư vì thế mà trương dương nổi giận đánh người là điều hiển nhiên hạ bá đạt vừa kể vừa giải thích cho cố duẫn trí biết sự tình tại bệnh viện nhưng hắn thực không ngờ cố bí thư lại phản ứng ngoài dự liệu của hắn cố duẫn trí nói trương dương bạt tai lương thành long sao thực sự là cái miệng thối của lương thành long phun mấy lời khó nghe à thanh niên bây giờ thực nóng nảy bồng bột quá ha ha Cố Duẫn Trí cười hai tiếng xong đột nhiên lại nghiêm giọng nói tiếp, phải chăng đám cảnh sát Đông Giang nhàn rỗi quá không có việc gì làm nên đi quản mấy cái chuyện còn con này. Thanh niên bồng bột cãi vã nhau là chuyện thường, việc gì phải điều với chàng cha. Những lời này đã biểu lộ rõ ràng ý thiên vị của cố Bí Thư. Hạ bát đạt thấp giọng nói lại, vậy để tôi gọi điện lại cho Phương Đức Ngôn. Bỗng nhiên cố Duẫn Trí lại tức giận quát lớn, gọi điện thoại. Cả đám các ngươi chỉ biết ngồi đấy mà gọi điện thoại, không rõ các ngươi ngày thường làm ăn như thế nào. Nói xong hắn liền hung hăng cúp điện thoại cái rụp. Hạ bá đặt sửng sốt một phút sau mới tỉnh ngộ ra. Lão bản lần này là tức giận cực độ rồi, đương nhiên cô bí thư không tức giận vì chuyện của Trương Dương mà vì chuyện của con gái hắn. Con gái bị người khác tạt máu loáng, bị người khác vỗ nhục như vậy thế mà hắn lại tỏ ra khoan dung độ lược, chỉ là miệng thì nói không truy cứu nữa, nhưng xem ra lần này nhiều người khó lòng sống sót rồi. Nghe được chủ ý của cố bí thư xong, hạ bá đạt liền gọi điện ngay cho Phương Đức Ngôn, là bạn bè lâu năm nên hắn cũng không vòng vo mà trực tiếp nói thẳng luôn, Trương Dương là người của cố bí thư, người xem chuyện này lên làm thế nào thì làm. Thực sự Phương Đức Ngôn cũng không ngờ hôm nay lại xảy ra lắm chuyện đến vậy, mới giải quyết chuyện của cố tiểu thư buổi sáng xong, buổi tối thẳng nhãi Trương Dương kia lại gây chuyện. Dù sao Phương Đức Ngôn cũng là người thông minh, nếu như hạ bá đạt đã nói Trương Dương là người của cố bí thư, vậy thì bắt giữ thằng nhãi này cũng là đắc tội với cô Bí Thư. Thế nhưng không truy cứu trách nhiệm của Trương Dương thì lại đắc tội với Lương Thành Long, mà đắc tội với Lương Thành Long thì chẳng khác nào đắc tội với Bí Thư Thị ủy Đông Giang Lương Thiên Chính. Phương Đức Ngôn vào đầu bước tóc suy nghĩ đối sách an toàn nhất lại tránh động chạm cả đôi bên. Chỉ là nghĩ mãi vẫn không tìm được cách, cuối cùng hắn vẫn phải tránh nặng tìm nhẹ mà giải quyết. Dù sao Lương Thiên Chính cũng chỉ là bí thư thị ủy, làm sao đấu lại được với cô bí thư tỉnh ủy cơ chứ? Hôm nay ta không phải khi dễ ngươi, mà là cô bí thư khi dễ ngươi, mẹ nó ngươi đừng có oán ta. Để cẩn thận hơn, Phương Đức ngôn gọi điện trực tiếp báo lại cho Lương Thiên Chính biết ý tứ của Cố bí thư. Nhận được điện của Phương Đức ngôn, Lương Thiên Chính cũng đứng ngồi không yên. Hắn cũng biết việc cháu trai cạnh tranh miếng đất kia với Cố Gia Đồng, không cần nói đương nhiên hắn cũng đứng về phía cháu trai. Thực ra hắn đứng về phía cháu trai cũng không hoàn toàn vì Thành Long là cháu hắn mà nguyên nhân chủ yếu lại do cố giai đồng từ trước đến nay nàng ta vẫn chỉ kinh doanh buôn bán đồ gia công mỹ nghệ vậy mà giờ lại định vươn tay với sang cả bên địa chính mà lĩnh vực này thì cháu hắn hay tập đoàn phong dụ vẫn độc quyền ở đông giang chính điều này khiến lương thiên chính thấy khó chịu khó chịu khi cố giai đồng không coi ai ra gì tưởng rằng mình là con gái cố bí thư mà muốn làm gì thì làm lúc nghe cố giai đồng xảy ra chuyện hắn cũng tưởng rằng do cháu trai hắn làm nhưng cháu trai một mực khẳng định không làm mà quan trọng hơn hắn vẫn luôn tin tưởng đứa cháu mà từ tay hắn nuôi lớn từ nhỏ sẽ không nói dối mình. Lương Thiên Chính bắt cháu trai mình phải đến thăm cố giai đồng cũng do hắn không muốn cháu trai bị người ta hiểu lầm, nhưng thực không ngờ Thành Long đến bệnh viện lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, khiến hắn thấy khó chịu khi chẳng hiểu sao cố bí thư đột nhiên lại tỏ rõ thái độ như vậy. Rõ ràng lần này cô bí thư bao che cho Trương Dương, phải chăng hắn ta vẫn nghi ngờ Thành Long là chủ mưu vụ tạt máu loãng vào con gái hắn? nghĩ cẩn thận lại, lão già kia tại vị còn không đầy 2 năm nữa, không đầy 2 năm nữa vị lão tướng ngang dọc chính đàn bình hải chục năm nay sẽ về vườn. Thân là bí thư thị ủy Đông Giang, không thể nghi ngờ Lương Thiên chính hắn là người có khả năng rất cao được ngồi vào cái ghế bí thư kia. Chỉ là trong 13 vị trong ủy ban thường vụ tỉnh thì người có tiếng nói sau cô bí thư và cũng là người có khả năng kế nhiệm cô bí thư nhất lại là Hứa Thường Đức. Luận thân phận, luận chiến tích, luận thâm niên, luận tâm cơ thì hắn thua kém hứa thường đức rất nhiều nhưng từ lần cố bí thư lợi dụng sự việc dự án núi thanh thai có vấn đề rồi làm lớn hơn khiến cả thành phố giang thành đều trao đảo có không ít người bị cuốn vào cơn lốc chính trị này mà bỏ mạng người thông minh chỉ cần để ý kỹ một chút liền nhận ra mục đích cố bí thư là muốn nhắm vào hứa thường đức là một người ngoài cuộc lương thiên chính là người vui sướng cùng thu được nhiều lợi ích nhất Đại lão bản Triệt Hạ vây cánh của Hứa Thường Đức cũng đồng nghĩa với việc triệt hạ những chướng ngại trên con đường làm quan của hắn, tăng thêm cơ hội để hắn được ngồi vào cái ghế bí thư tỉnh ủy kia. Tuy rằng hắn không có quan hệ với cô bí thư, nhưng đương nhiên hắn cũng không muốn trêu vào vị đại lão bản này, cứ yên ổn công tác kiếm chiến tích là được rồi. Thế nhưng lần này vì chuyện của thằng nhãi Trương Dương kia mà cô bí thư lại ra mặt trực tiếp gây áp lực, tuy hắn cũng không sợ nhưng lại không muốn đấu với cô bí thư. Lương Thiên chính hắn phải suy nghĩ suy nghĩ xem nên làm thế nào là tốt nhất, làm thế nào để hắn không bị thiệt hại, làm thế nào để hắn giữ được mình. Cuối cùng Lương Thiên Chính cũng quyết định bắt cháu trai mình phải nhượng bộ nhường nhịn, điều này cũng là do hai nguyên nhân. Thứ nhất hắn là vậy cũng biểu thị sự tôn trọng cùng nhường nhịn với cô Bí Thư, hắn muốn yên ổn sống hòa bình, không muốn tranh đấu. Thứ hai vì lúc trước ở Bắc Kinh hắn đã nghe nói Trương Dương là con nuôi của La Phu Nhân, cho dù điều đó là đúng hay không thì cháu trai xung đột với hắn là điều không sáng suốt dù sao hắn cũng phải nể mặt văn ra mà nuốt cục tức này vào bụng. Từ trước tới giờ Lương Thành Long chưa từng bị sỉ nhục như thế này, bị người ta đánh lại còn phải nhịn nhục, tuy không cam lòng nhưng từ nhỏ đến giờ hắn đều nghe lời chú vô điều kiện. Nếu như chú nói hắn làm như vậy tất có đạo lý riêng. Hắn chừng mắt nhìn Trương Dương, trong ánh mắt tràn ngập oán hận cùng không cam lòng, lúc sau mới hậm hực dẫn thủ hạ rời đi. Trương Dương cười tủm tỉm nhìn bóng lưu Lương Thành Long rời đi, Bên tai truyền đến tiếng thở dài của Loan Thắng Văn, "Tiểu Trương chủ nhiệm à, lần sau cậu có gây chuyện thì tới khu khác gây chuyện nha, tôi cũng sợ cậu lắm rồi." Trương Dương cười nói, "Loan cục trưởng là sao sáng trong hệ thống công an Giang Thành, ngoài ngài ra tôi cũng không tin tưởng ai khác cả. Cũng bởi vậy mới hay tìm Loan cục trưởng nhờ cậy." Loan Thắng Văn cười nhạt nhưng trong lòng thầm nghĩ, "Ai gặp ngươi cũng đều không may." Hắn liếc mắt thấy mấy gã cảnh sát bắt đầu rời đi mới ghé sát thấp giọng nói với Trương Dương, Lương Thành Long là cháu trai của Lương bí thư. Lương bí thư là người biết đối nhân xử thế, thế nào lại có đứa cháu trai vô lại như vậy? Mẹ nó chứ, ăn nói độc mồm độc miệng, lại nghĩ tới mấy lời hắn nói lúc nãy, Trương Dương tức đến nghiến răng nghiến lợi. Loan Thắng Văn lại nói tiếp, chuyện của Cố tiểu thư ta đã điều tra rõ, người đó là một nữ côn nhân phổ thông của cửa hàng bách hóa Dẹp Đông Giang, chuyện này không liên quan gì đến người khác từ việc trương dương ngang nhiên đánh lương thành long vì hắn ta nói xấu cố giai đồng cho thấy mối quan hệ của hai người này khá tốt bởi vậy hắn mới đem tình huống mới nhất nói cho trương dương biết biết loan thắng văn là người trực tiếp phụ trách vụ án của cố giai đồng trương dương liền bám vai bám cổ hắn thân thiết hỏi ít tình hình cụ thể ra sao từ miệng loan thắng văn nói à kia đã được thả mà cố giai đồng cũng đã nói qua sẽ không truy cứu chuyện này nữa nên vụ án kết thúc từ đó Người quan tâm đến vụ án này không chỉ riêng Trương Dương mà còn có cả Cố Minh Kiệt, chị gái bị người khác khi dễ đương nhiên thân là em trai hắn cảm thấy bất bình thay cho chị mình. Diễn biến vụ này ra sao hắn đều nghe từ miệng của gã anh họ Trương Đức Phóng. Trương Đức Phóng có quan hệ cực rộng trong hệ thống công an tỉnh Bình Hải, bởi vậy hắn mới tìm hiểu được ra người tạt máu loãng cố gia đồng tên là Lý Ái Linh, từ gốc gác địa chỉ đến gia đình ả như thế nào hắn đều đã điều tra rõ ràng. Cùng lúc Trương Dương đánh Lương Thành Long ở bệnh viện thì Trương Đức Phóng cùng Cố Minh Kiện cũng tìm tới nhà Lý Ái Linh. Bởi vì Cố Giai Đồng không muốn truy cứu chuyện này nữa nên Lý Ái Linh được công an tạm thời thả về, hiện giờ đang ở nhà nấu cơm. Nghe tiếng con trai vừa hát mấy bài thiếu nhi vừa nghịch đất ngoài cửa mà Lý Ái Linh lại nhớ tới chuyện hồi sáng mà phát sợ, nàng vừa gạt lệ vừa nấu cơm trong lòng thấy uất ức không nói lên lời. Đột nhiên bên ngoài lại truyền đến tiếng kêu thảm thiết của con trai. Lý Ái Linh vội vàng bỏ cái muôi trong tay xuống chạy vội ra ngoài liền thấy một gã cảnh sát đi cùng một thanh niên trẻ tuổi, thế nhưng thanh niên kia đang không ngừng đá vào người con trai nàng đang nằm co quắp dưới đất. Lý Ái Linh vội lao tới ôm chặt con trai dùng thân mình che chở cho nó, nhìn thẳng mặt hai gã kia thét to các ngươi muốn làm gì vậy? Nó chỉ là đứa nhỏ, các ngươi sao nỡ ác độc đánh nó như vậy? Người đánh đứa nhỏ là Cố Minh Kiệt, hắn nhìn thẳng mặt ả à kia cười lạnh nói, thế thì đã là gì? Con mẹ nó người dám tạt nước bẩn lên người chị ta thì sao không nghĩ tới hậu quả đi. Vừa nói hắn vừa liên tục đá vào người Lý Ái Linh cùng đứa con trai trong lòng. Bị đánh nhưng Lý Ái Linh không kêu một tiếng nào chỉ cắn răng ôm chặt con cố gắng chịu đựng. Nàng cũng biết là nàng sai, là nàng tham tiền nên giờ phải bị như vậy. Trương Đức Phóng đứng một bên nhíu nhíu mày nhìn, hắn biết thoạt nhìn minh kiện nho nhã yếu đuối chứ thực ra hắn là người tâm ngoan thủ lạt không màng bất kỳ thủ đoạn nào sợ hắn không biết chừng mực lại gây chuyện trương đức phóng liền tiến đến kéo tay hắn thấp giọng nói đừng quên mục đích hôm nay chúng ta tới đây nghe trương đức phóng nhắc nhở cố minh kiện mới bình tĩnh lại chút ít hắn chỉ thẳng mặt lý ái linh nằm dưới đất quát lớn mẹ kiếp người khôn hồn thì thành thật nói hết ra cho ta rốt cuộc là kẻ nào sai ngươi làm chuyện đó nếu không nói ra mỗi ngày ta đều đánh con trai ngươi đến chết mới thôi mẹ hắn hắn muốn đánh con Lý Ái Linh không nói gì chỉ càng ôm chặt con trai hắn, nước mắt không tự chủ được mà chậm rãi chảy ra. Cố Minh Kiện nổi giận quát lớn, con mẹ nó, người không nói phải không? Được, được lắm, vậy ta xem người chịu được bao lâu? Cố Minh Kiện đang định đánh tiếp thì bỗng nhiên phía sau lại vang lên tiếng ai đó, Minh Kiện. Dừng tay. Cố Minh Kiện cùng Trương Đức Phóng đều quay đầu nhìn lại thấy Trương Dương đang đi tới chỗ này. Cố Minh Kiện nhíu nhíu mày, hắn vẫn canh cánh trong lòng chuyện lần trước ở Giang Thành, hắn vẫn cho rằng tất cả mọi chuyện đều do trương dương chỉ có trương dương mật báo thì chị với cha hắn biết được buổi sáng chị mới xảy ra chuyện sau ngay chiều tối hắn đã chạy tới đông giang thăm hỏi điều này cũng chứng minh quan hệ giữa hắn với chị không hề tầm thường chút nào bình thường thì cố minh kiện vẫn bị coi là hồ đồ ngu ngốc nhưng thật ra toàn bộ tinh lực của hắn đều dùng nghiên cứu việc quan hệ nam nữ bởi vậy cái nhìn của hắn trong vấn đề này cực kỳ chuẩn xác cố minh kiện chỉ gật đầu một cái coi như chào còn Trương Đức Phóng lại vui mừng ra mặt cười cười chào hỏi, Trương Dương, hôm nay ngọn gió nào đưa người tới đây vậy? Trương Dương cũng thân mật cười đùa, chỉ là trùng hợp đi ngang qua đây, thuận tiện vào xem chút thôi mà. Mấy lời này đến đứa trẻ lớp 3 cũng nghe ra dối trá, làm gì có chuyện trùng hợp tiện đường ghé qua được cơ chứ? Trương Đức Phóng thấp giọng giải thích, à kia chính là người tạt máu vào người cố dai đồng. Trương Dương gật gật đầu rồi ngồi xổm xuống, lấy khăn tay ra lau đi vệt máu trên miệng Lý Ái Linh, rồi thở dài một tiếng rồi thấp giọng nói, "Ngươi là Lý Ái Linh. Xem ra gia cảnh ngươi cũng khó khăn, ba con thì còn nhỏ, chồng lại bị tai nạn nằm liệt giường. Có phải rất cần tiền không?" Lý Ái Linh cũng không hiểu hắn nói vậy là có ý gì, chỉ sợ hãi cắn cắn môi nhìn lại thanh niên trẻ tuổi trước mặt này. Trương Dương lại đạm nhiên cười nói, "Tuy rằng tiền có thể giải quyết một số chuyện nhưng đừng vì một chút tiền mà lại để vướng vào rắc rối như vậy." Nếu nói chính xác thì ngươi không nên cầm chút tiền bất nghĩa mà phải chịu bất hạnh đau khổ. Ta biết ngươi cũng không còn cách nào khác nhưng không nên làm mấy chuyện trái lương tâm như vậy, dù ngươi không sợ báo ứng, dù ngươi cắn răng cam chịu tất cả nhưng ta hỏi lại, thế còn các con ngươi, còn chồng ngươi thì sao? Ngươi cũng nỡ để bọn họ chịu khổ vì ngươi hay sao? Từng câu từng từ Trương Dương nói ra đi sâu vào lòng Lý Ái Linh, rất nhẹ nhàng, rất tình cảm nhưng lại đủ sức phá vỡ những phòng tuyến vững chắc nhất trong lòng nàng. Lần đầu tiên nàng thấy ủy khuất đến vậy, lần đầu tiên nàng có thể buông bỏ hết mà nói ra. Lý Ái Linh vừa khóc lớn vừa nức nở nói, ta, ta, ta sai rồi, hai vạn tệ kia, ta không lấy nữa, xin lỗi, thực sự xin lỗi ngươi. Quả thực ta không nhận ra cố tiểu thư, tất cả đều là do bọn chúng bảo ta làm. Trương Dương cùng Trương Đức Phóng đánh mắt nhìn nhau. Trương Dương lại thấp giọng nói tiếp, ngươi có biết bọn chúng là ai không? Bọn sai cô làm là ai? Lý Ái Linh gạt nước mắt chậm rãi kể lại, ta nghe bọn chúng nói chuyện, hình như có nhắc tới, giám đốc lương, là giám đốc lương. Cố Minh Kiện nghiến răng nghiến lợi căm hận nói, quả nhiên là hắn. Đương nhiên người Cố Minh Kiện nói đến chính là Lương Thành Long chủ tịch tập đoàn phong dụ. Trương Dương đứng dậy lạnh lùng nói với Lý Ái Linh, tiền ngươi cứ giữ lại đi, việc chúng ta tới đây nhất quyết không được nói với ai khác. Ta khuyên ngươi không nên để lộ chuyện này ra, bằng không các ngươi phải tan nhà nát cửa sống không yên ổn lúc thì nhẹ nhàng tình cảm thân thiết, lúc thì sát khí bức người, Trương Dương khiến Lý Ái Linh sợ đến mặt trắng bệch cả ra, không còn chút huyết sắc nào. Ba người trở lại xe của Trương Đức Phóng, Cố Minh Kiện liền cả giận mắng lớn, ta nhất quyết không tha thằng nhãi cho chết kia. Trương Dương cười lạnh nhàn nhạt nói, sợ rằng chuyện này cũng không đơn giản như vậy. Cố Minh Kiện dùng ánh mắt đầy bất mãn liếc nhìn Trương Dương, chẳng hiểu sao hắn càng ngày càng thấy ghét thằng nhãi Trương Dương này đến vậy, cái loại cứ giả vờ thâm thúy cao siêu như vậy là hắn ghét nhất. So ra thì thằng nhãi kia ít tuổi hơn cả hắn, đừng có suốt ngày giờ cái bộ dạng trầm ổn chấn tĩnh kia ra mới phải. Trương Đức Phóng thấp giọng hỏi, Trương Dương, vậy ngươi thấy thế nào? Trương Dương cười nói, khẳng định phía sau có người giật dây Lý Ái Linh, nhưng các ngươi nên nghĩ lại. Nếu như các ngươi là chủ mưu chuyện lần này thì tại sao lại để lộ tính danh của mình ra dễ dàng như vậy? trừ phi là có người cố ý để lộ ra cái tên đó để các người biết nghe trương dương nói cố minh kiện cũng thấy có chút không đúng nhíu nhíu mày hỏi lại lẽ nào có người dở trò ám toán muốn hai nhà chúng ta đấu đá lẫn nhau trương dương liếc mắt nhìn hắn rồi lại nói tiếp rất có khả năng đó ta dám chắc chuyện này không phải do lương thành long làm sáng sớm hôm sau cố giai đồng lặng lẽ xuất viện rồi một mình trở về nhà bởi vì hôm nay là chủ nhật nên cố duẫn trí không đi làm mà ở nhà cùng đánh cầu lông với đứa con gái út dưỡng dưỡng tuy rằng hai chân cố dưỡng dưỡng chưa khôi phục hoàn toàn nhưng đi lại hay làm mấy việc nhẹ thì không việc gì cô bé vừa đánh cầu lông vừa cười tươi vui vẻ thấy cố giai đồng về hai cha con đều ngừng đánh cố duẫn trí lấy khăn lạnh lau mồ hôi trên trán vui mừng nói giai đồng muốn đánh với cha một hiệp không cố giai đồng cười cười gật đầu rồi lấy vượt của em gái cùng cha đánh cầu lông cố dưỡng dưỡng đi tới ghế ngồi xuống cầm chai nước vừa uống vừa nhìn cha cùng chị gái đánh cầu lông nhận ra con gái khôi phục lại tinh thần cố duẫn trí cũng âm thầm vui vẻ một quả cuối hắn dùng sức gập cổ tay thật mạnh quả cầu bay ngược trở lại theo quỹ tích cực kỳ khó chịu cố giai đồng giật mình vội vàng chạy sang bên cứu cầu nhưng lại chậm mất một nhịp nàng vừa chống tay vừa thở dốc nói cha sao cha đánh cầu vẫn giỏi như vậy cố duẫn trí ha hả cười lớn nhận cái khăn con gái út đưa cho đang định mở miệng nói lại thì có khách tới người vừa vào cổng cũng là người quen là lương thiên chính cùng vợ tới chơi hai người bọn họ đều mặc đồ thể thao hơn hết trong tay lương thiên chính còn cầm một thanh kiếm chắc hẳn vừa mới đi tập thể dục trở về lương thiên chính tươi cười chào hỏi cố bí thư sớm như vậy đã tới làm phiền cố bí thư thật không phải cô duẫn trí cũng không thấy khó chịu gì chỉ gật đầu cười nói đang đánh cầu cùng con gái ngươi tới cũng thật đúng lúc lâu rồi không có đánh cờ với ngươi chút nữa đánh với ta một ván đi lương thiên chính niềm nở gạt đầu cũng không quên giải thích ta cũng định sáng nay tới thăm giai đồng thực không ngờ vừa rồi đi ngang qua thấy xe của giai đồng đỗ ngoài cửa bởi vậy mới mạo muội vào đây thăm hỏi cố duẫn trí bỏ khăn trên cổ xuống nhàn nhạt, nhạt nói rồi trở lại vào nhà các ngươi cứ trò chuyện trước đi ta đi tắm rửa một chút lương thiên chính cười cười không nói gì lúc sau mới lặng lẽ đánh mắt cho vợ. Vợ hắn cũng hiểu ý chậm rãi đi tới chỗ cố dưỡng dưỡng ngồi cười nói vui vẻ. Lương Thiên Chính đi tới chỗ cố Giai Đồng nói, Giai Đồng, hay là cùng đánh với chú một chút. Cố Giai Đồng cười lắc đầu nói, dạ thôi, cháu vừa đánh với cha xong, thấy hơi mệt. Bị cố Giai Đồng từ chối thẳng thừng, thực sự Lương Thiên Chính cũng thấy chút khó chịu. Mẹ nó chứ ngươi cũng quá cao ngạo rồi, lão tử thật tâm tới tận cửa thăm hỏi. Tuy rằng ta là cấp dưới của cha ngươi thật nhưng tốt xấu gì ta cũng là cán bộ cấp phó tỉnh, người không nể mặt ta trước cao thì cũng phải nể ta lớn tuổi hơn ngươi chứ." Với tu vi của Lương Thiên Chính thì tuy trong lòng thấy khó chịu nhưng ngoài mặt thì vẫn bình thường không biểu lộ bất cứ điều gì. Hắn chỉ mỉm cười thâm tình hỏi tiếp, "Giai Đồng, cháu không bị việc gì nữa chứ?" Cố Giai Đồng chỉ gật đầu mà không nói gì. Mấy câu hỏi tiếp sau của Lương Thiên Chính, Cố Giai Đồng cũng không trả lời mà chỉ gật đầu hoặc cười mỉm đáp lại khiến hắn không tài nào bắt chuyện tiếp được. nhận thấy nàng ta không muốn nói chuyện, hắn cũng không tiện hỏi tiếp nữa. hai người cứ thế trầm mặc không nói gì, đợi khoảng nửa tiếng sau thì cố duẫn trí tắm xong đi ra. cố duẫn trí cũng không mời hai vợ chồng lương thiên chính vào nhà mà chỉ đi tới chỗ lương thiên chính ngồi xuống, mỉm cười nói: mới sáng sớm đã tới tìm ta như vậy chắc hẳn là có công chuyện gì chứ? lương thiên chính cung kính nói: chẳng là ta tiện đường nên ghé thăm xem giai đồng có bị sao không? nghe nói hôm qua giai đồng bị hoảng sợ quá độ. Cố Duẫn Trí cười nói, không có gì, cảm ơn đã quan tâm tới thăm. Nói xong đột nhiên hắn lại chuyển chủ để nói, đúng rồi, cháu trai người bị việc gì không? Ta nghe nói tối qua nó bị người ta đánh ở bệnh viện thì phải. Lương Thinh Chính thầm mắng lão cáo giả đều giả, rõ ràng chính người giàn xếp vụ này vậy mà lại giả vờ không hay biết. Nếu như không phải ngươi thì sao thằng nhãi kia dám làm càn như vậy? tuy trong lòng thấy khó chịu nhưng ngoài mặt lương thiên chính vẫn tươi cười vui vẻ chỉ là thanh niên bồng bột chút thôi mà chắc cũng không bị việc gì lúc sau cố minh kiện từ trong nhà đi ra thấy lương thiên chính hắn chỉ gật đầu thay lời chào hỏi rồi nói với cha là muốn ra ngoài lương thiên chính cười nói mới sáng sớm như vậy đã ra ngoài rồi minh kiện thực có tiến bộ a à. vì chuyện của chị gái mà cố minh kiện vẫn thấy không vừa mắt cả hai chú cháu nhà lương thiên chính đột nhiên hắn lại mở miệng nói linh tinh hiện giờ người ta lại không thích tiến bộ mà thịnh hành mánh khóe thủ đoạn nếu như không có mánh khóe thủ đoạn thì sao làm ăn lớn được lương thiên chính ha hả cười lớn nói rất có đạo lý a cố minh kiện lại nói tiếp ta thấy tập đoàn phong dụ của lương thành long cũng khá lớn đó chắc hẳn phải có nhiều mánh khóe thủ đoạn lắm lương thiên chính nhíu nhíu mày ho khan một tiếng không nói gì cố Xuân trí chừng mắt nhìn con trai lạnh lùng nói còn không mau đi đâu thì đi đi còn đứng đó nói linh tinh cái gì nữa. chương 115, thần châm phát huy. Lương Chính Thiên cười nói, ta rất thích những thanh niên nhân có dũng khí, dám mạnh dạn đi đầu. Giai đồng, ta cũng rất quan tâm tới bách hóa dệt Đông Giang. Có cơ hội cho ta xem kế hoạch một chút. Cố Giai đồng thẳng thắn nói, ta đích xác đã từng muốn thu về miếng đất này, bất quá hiện tại đang muốn rút lui. Ngay cả Cố Duẫn Chi cũng có chút kỳ quái nhìn nữ nhi, Cố Gia Đồng nói, ta cảm thấy không phù hợp lắm với bất động sản, cho nên dự định rút lui. Cố Gia Đồng trước khi nói ra điều này đã suy nghĩ kỹ, từ Trương Dương nàng biết có người phía sau điều khiển Lý Ái Linh dở trò với mình, mà dưới sự dụ hạ cùng áp bức của họ Lý Ái Linh đã nói ra người đứng sau lưng nàng họ Lương. Cũng có quan điểm tương đồng với Trương Dương, nàng cho rằng có tới 9 phần là có kẻ xúi dục muốn lợi dụng chuyện này khiến nàng và Lương Thành Long bất hòa khiến cho nàng và Lương Thành Long cạnh tranh cái bách hóa dệt đông giang này thêm gay gắt. Cố dài đông suy nghĩ không biết kẻ đứng sau màn này đến tốt cùng là ai. Nàng nghi ngờ nhất chính là Vương Học Hải, để lấy lòng tin của nàng đồng thời khiến nàng và Lương Thành Long mẫu thuẫn gay gắt, với mục đích đó rất có thể Vương Học Hải sẽ làm như vậy. Lương Chính Thiên đi rồi, Cố Duẩn chỉ đầy thâm ý nhìn Nũ Nhi, sau đó thấp giọng nói thực sự là dự định rút lui sao. Cố Gia Đồng cười cười, cha không phải vẫn thường nói với con lùi một bước trời cao bể rộng sao? Con lùi chứ không rời bỏ. Cố Duẫn Chi tựa hồ như phải nhìn lại nữ nhi cái cái, lão nói, người trưởng thành rồi a. À. Cố Gia Đồng sở dĩ quyết định rút lui là vì Trương Dương kiến nghị, Trương Dương cho rằng Cố Gia Đồng sở dĩ phải đứng lên đầu sóng ngọn gió đều là vì Vương Học Hải. Vương Học Hải muốn qua nàng mượn lực ảnh hưởng của Cố Duẫn Chi cho nên hắn mới hợp tác với nàng. Mọi người làm ăn đều nhìn lợi ích nhưng qua tiếp xúc làm ăn cố giai đồng phát hiện vương học hải đối với lợi ích khát vọng cực kỳ cường liệt hắn muốn thu được sự giúp đỡ từ giai đồng nhưng lại luôn thiếu thành ý gần đây lại phát sinh sự kiện này khiến cho nàng bắt đầu hoài nghi hắn bắt đầu sinh ra tâm lý cảnh giác đối với hắn trương dương trước giờ vẫn đều không thích cái tên vương học hải này nhưng đứng từ góc độ bên ngoài nhìn vào mà nói hắn cho rằng vương học hải rất có khả năng bày ra cái chuyện này hắn muốn lợi dụng chuyện này để cố giai đồng dọn đường cho hắn Trương Dương sở sĩ kiến nghị cố dài đồng rút lui là vì hắn không muốn sự tình này xảo ra, nếu như tất cả đều là do Vương Học Hải đứng phía sau màn thì chứng tỏ hắn không phải là một kẻ tốt để hợp tác. Thời gian vừa quan lại vừa vận tìm một đối tượng, đó chính là tập đoàn thịnh thế của Phương Văn Nam. Phương Văn Nam này kinh doanh cũng rất nhiều mặt, sự kiện bách hóa Đông Giang hắn tự nhiên cũng đã chú ý, mặc dù hắn có lòng muốn tham dự, thế nhưng xem xét nội tình thì lại thôi dù sao muốn đoạt một miếng đất đẹp từ tay người khác cũng không có khả năng dễ dàng, hắn không có hậu thuẫn và tiềm lực lớn như Cố gia Đồng hay Lương Thành Long. Biết Cố Giai Đồng cũng tham gia tranh đạt miếng đất này, mà đối với bối của của nàng hắn tự nhiên là nắm rõ, nhưng trước giờ nàng lại chưa bao giờ tham dự vào bất động sản, vì thế liền nghĩ đến kẻ hợp tác với Cố Giai Đồng, sau cha ra đó là Vương Học Hải. Vương Học Hải này trước kia thường có một chút ít lui tới, về con người này Phương Văn Nam nắm không ít tư liệu, Vương Học Hải là con một gia đình quan chiếu cấp cao, nhưng không theo nghiệp chính trị mà bỏ ra ngoài làm kinh doanh, nói hắn là làm lên từ hai bàn tay trắng, nhưng thực sự lúc đầu hầu như là lợi dung quen biết mà vay mượn, về tài chính của công ty hắn hết sức phức tạp. Phương Văn Nam so với Vương Học Hải thì hoàn toàn đối lập, hắn mới là kẻ lập nghiệp từ hai bàn tay trắng, sản nghiệp có được như bây giờ hoàn toàn là dốc sức và vắt óc mà làm ra. Với tài lực cậu hắn, nếu như là ở Giang Thành thì còn có chút nắm chắc, bất quá đây là Đông Giang, nói này hắn không có quan hệ gì, càng không thể so với những con em quan chức như Giai Đồng hay Thành Long. Thế cho nên hắn mới tìm đối tượng để hợp tác, nếu Vương Học Hải có thể hợp tác với Cố Giai Đồng thì hắn cũng có thể. Phương Văn Nam lập tức nghĩ tới Trương Dương, càng khiến cho hắn kinh hỉ là Trương Dương hiện cũng đang có mặt tại Đông Giang, hơn nữa sau khi nghe động cơ của Phương Văn Nam, hắn lập tức tạp cơ hội để hai người gặp mặt. Phương Văn Nam liền đặt cơm tại Thủy Thượng Nhân Gian mời Cố Giai Đồng và Trương Dương. Một chiếc Mercedes-Benz xuất hiện tại bãi đỗ xe Thủy Thượng Nhân Gian, Phương Văn Nam thấy vậy không khỏi nở nụ cười. Hắn nhớ lại kể từ khi quen Trương Dương, chính tiểu tử này đã đạo diễn vụ cố minh kiện cố tình bị đánh khiến cho đế hào thịnh thế phải trải qua một phen sóng gió trước giờ chưa từng có. Mãi sau cũng phải nhờ tới chính tiểu tử này dàn xếp mọi chuyện mưa oi ổn thỏa được, Bất quá Phương Văn Nam vẫn phải móc túi ra 20 vạn và mua một chiếc xe để đền bù, mà chiếc xe kia chính là chiếc xe hắn đã mua bồi thường. Phương Văn Nam chủ động đi tới đón tiếp, cố gia đồng bước xuống xe tươi cười nói, Phương Tổng khách khí quá. Tới giang đông ta là chủ nhân, hôm nay phải để ta đón tiếp ngài mới phải. Phương Văn Nam cười nói, lễ hạ vô nhất, tất có sở cầu. Thực không dám giấu giếm, ngày hôm nay tới đây là có chuyện muốn cầu cố tổng. Hắn nói gọn gàng dứt khoát, không một chút che giấu mục đích gặp mặt cố dài đồng ngày hôm nay. Trương Dương một bên nói, đừng có tổng nọ tổng kia à. Ta thân phận bần nông bên cạnh nghe mà tuổi thân lắm, trong mắt hai người căn bản không để ta vào ha. À. Phương Văn Nam bật cười ha hả, đi lên nhiệt tình bắt tay Trương Dương, tiểu trương chủ nhiệm giang tiếng vang dội Bất quá hôm nay có thêm cố tổng khiến cho Quang Huy càng thêm rực rỡ chói lòa, cho nên làm cho ta có chút chậm trễ. Trương Dương thở dài, Phương Tổng làm ăn kinh doanh rất tốt, nhưng không ngờ cái công phu vỗ mông ngựa cũng thuộc loại nhất lưu A. À. Lời này của ta hoàn toàn là khen ngợi đó, Phương Tổng đừng để bụng. Cố dài đồng chừng mắt liếc hắn, thằng nhãi này thực sự là mở mồm ra là hết sức ghê tởm. Phương Văn Nam mời hai người nhập phòng, Trương Dương lại gặp người quen của Tô Tiểu Hồng, hắn phát hiện quan hệ Phương Văn Nam và Tô Tiểu Hồng cũng thật không sai, đi tới chỗ nào cũng mang theo ả tình nhân kiêm thư ký này theo, Cơ mà xét mà mặt công tác thì cũng chẳng có vấn đề gì, còn về phần sinh hoạt, tạm không cần phải nhắc tới. Tô Tiểu Hồng biết rõ tình huống ngày hôm nay, cho nên biểu hiện tỏ ra có chút sụt rè. Mấy người ngồi vào bàn, Phương Văn Nam định gọi mấy món cao cấp nhất, bất qua cố dài đồng cười nói không cần thiết phải long trọng như vậy, cứ gọi mấy món đơn giản, ăn ngon miệng là được, ngoài ra gọi thêm một bình Mao đài cất 30 năm, cái này là chuẩn bị riêng cho Trương Đại Quan Nhân. Phương Văn Nam và Cố gia Đồng đều rất ít uống rượu, Tô Tiểu Hồng thì trải qua lần trước đã được chứng kiến bản lĩnh của Trương Dương cho nên bây giờ kiên quyết không dám khiêu chiến hắn nữa, hôm nay cũng chỉ uống một chút cho vui. Bởi vì lúc trước Trương Dương đã nói với Cố Giai Đồng về động cơ của Phương Văn Nam, cho nên Phương Văn Nam cũng không có dự định vòng vo, qua ba tuần rượu, hắn nhẹ giọng nói cứ theo như ta được biết Cố Tổng và Vương Học Hải lần này hợp tác làm ăn. Bất quá ta xin phép mạo muội hỏi một câu, đối với Vương Học Hải, Cố Tổng có hiểu rõ hắn không? Cố dài đồng mỉm cười nói, hắn đã đưa các tư liệu về công ty cho ta xem, có thể chứng minh tài chính công ty hắn rất đầy đủ, có đủ thực lực cạnh tranh mảnh đất đó. Phương Văn Nam không chút lưu tình vạch mặt Vương Học Hải, ta trước kia đã từng hợp tác với hắn, Vương Học Hải này quan hệ rộng, nhưng năng lực cũng không có gì xuất sắc. Người này làm ăn thích mạo hiểm, nếu như người nám được quá trình làm ăn của hắn thì sẽ thấy hắn không bao giờ đầu tư dài hạn, chỉ thích thu lợi nhanh chóng, trên phương diện đầu tư bất động sản cũng có tiền lệ như thế hắn sẽ tìm cách tối ưu để thu miếng đất về kể cả đó là đất của người mình sau đó tiến hành phân nhỏ ra bán cố giai đồng nhíu mày nàng quả thật không biết việc này phương văn nam hướng tô tiểu hồng nhìn một cái tô tiểu hồng trước đó đã chuẩn bị một cái văn kiện nàng đưa lên trước mặt cố giai đồng trong đó đều ghi lại các phi vụ làm ăn bất động sản trước đó của vương học hải cố giai đồng càng xem trong lòng càng trầm trọng phương văn nam nói Hắn lần này dùng cái công ty gia đức thực chất cũng chỉ là một cái xác không, vương học hải tối am hiểu chính là thủ đoạn kiểu này. Công ty gia đức danh nghĩa là công ty vốn Hồng Kông, nhờ thế hắn có thể thu được nhiều lợi ích trên mặt đầu tư, về tài chính của công ty này rất phức tạp. Ta không tin hắn lại đột một đổi tính cách làm ăn, người làm ăn chúng ta mỗi người đều có nhiều cung cách làm ăn khác nhau, thế nhưng nó đều hình thành một tập quán nào đó, rất khó sửa đổi, đó chính là phong cách hành sự. Cố dài đồng cười cười gấp lại tập văn kiện nói, Phương Tổng gặp ta ngày hôm nay là muốn nói cho ta việc này sao? Phương Văn Nam nói, nếu có thể hợp tác, khẳng định song Phương đều thu được cơ sở lợi ích. Ta không biết Phương học hải hú hẹn cấp cho bên cố tổng bao nhiêu lợi ích, nhưng ở đây ta có kế hoạch khai thác, còn có phương án hợp tác. Cố tổng có thể xem qua. Tô Tiểu Hồng liền đưa bản kế hoạch khai thác và phương án hợp tác lên. Cố dài đồng rất tỉ mỉ xem xét, khoảng 5-10 phút đồng hồ sau nàng nhẹ giọng thở dài, ta không phủ nhận kế hoạch của Phương Tổng rất khá, hơn nữa điều kiện thực sự là có chút mê hoặc. Trong kế hoạch khai thác của Phương Văn Nam đã tính cả phần của cố giai đồng trong đó, hơn nữa hắn còn cấp cho cố giai đồng định mức 50%, nói một cách khác, chỉ cần cố giai đồng thêm vào kế hoạch của hắn, thì lợi ích sau này sẽ chia đều. Đây là để đảm bảo cố giai đồng sẽ toàn tâm toàn ý tham gia vào kế hoạch này, cũng là để song phương tín nhiệm lẫn nhau. Cố giai đồng nói, để cho ta suy nghĩ một chút, trong ba ngày tới ta sẽ có câu trả lời thuyết phục cố giai đồng nói như thế nhưng trong lòng gần như đã có câu trả lời trên đường trở về nàng nói với trương dương tài chính của vương học hải đích xác có vấn đề lúc trước ta đã nghi ngờ bất quá không có chứng cứ nhưng theo như những gì phương văn nam nói vương học hải thực sự là quen thói lợi dụng trương dương thấp giọng hỏi có phải ngươi đang chắc chắn hắn bày ra cái sự kiện này không cố giai đồng dịu dàng cười nói ta không có chứng cứ chuyện này ta cũng không muốn truy cứu, bất quá cũng làm ta nhận ra một điều, ta không thích hợp đứng trước đầu sóng ngọn gió. Trương Dương nói, Phương Văn Nam đích xác có chút năng lực, người cần nhắc kỹ một chút. Cố Giai Đồng mỉm cười nói, có phải ngươi thu cái tốt gì từ chỗ hắn rồi không? Thế nào lại cứ phải nói thay cho hắn thế? Trương Dương đáp, ta thực sự không ưa cái tên Vương Học Hải, quá khôn khéo và giảo hoạt. Hợp tác với một kẻ như thế, nếu như không cẩn thận sẽ bị hắn hãm hại. Cố dài đồng rơi vào trầm tư, nàng đã lo lắng về vấn đề tài chính của Vương Học Hải, lần trước chuyện đầu tư khai thác tại Thanh Thai Sơn đã khiến cho nàng một chút tỉnh ngộ, mặc dù phụ thân của hắn không có tham gia vào chuyện của hắn, nhưng nếu khéo léo một chút vẫn có thể mượn lực ảnh hưởng từ lão gia tử được. Có lẽ cũng bởi tài chính có vấn đề cho nên Vương Học Hải không bao giờ đầu tư dài hạn mà chỉ thu vốn ngắn hạn. Khiến cho cố dài đồng động tâm không chỉ có thực lực của Phương Văn Nam mà còn trọng yếu một điểm, tập đoàn thịnh thế của Phương Văn Nam là doanh nghiệp địa phương, nếu hắn tham gia cạnh tranh hẳn là sẽ nhận được không ít ích lợi từ việc này. Mà bản kế hoạch và phương án hợp tác Phương Văn Nam đưa ra cũng rất có thành ý, cố gia đồng chỉ cần rót vốn 30%, nhưng khi thu về là 50%, loại lợi ích thế này thực sự là rất hấp dẫn. Trương Dương mỉm cười, ta có cảm giác, người nhất định hợp tác với Phương Văn Nam. Cố gia đồng phong tình vạn trùng liếc mắt nhìn hắn, thấp giọng nói, tiểu tử ngươi càng ngày càng nhìn thấu được ta. Trước mặt ngươi, người ta có mặc hay không mặc quần áo cũng như nhau. Định lực của trương đại quan nhân nhanh chóng sụp đỏ trước sức tấn công của vẻ kiều mị của giai đồng, hắn đặt một tay lên đùi nàng, cố giai đồng vội nói, lái xe cẩn thận. Lúc này điện thoại di động của hắn vang lên, đang muốn lấy điện thoại ra nghe thì một tay bận lái xe, một tay bị hai chân cố giai đồng kẹp chặt, mất bao nhiêu khí lực mới rút được ra, nhưng vừa cầm điện thoại lên thì chuông đã tắt. Trương Dương nhìn dày số thì nhận ra đó là số của sở yên nhiên. Lúc trước đã nhiều lần hắn gọi cho nàng nhưng số máy cứ báo không liên lạc được liên tục, hiện giờ cuối cùng cũng đã thông. Trương Dương gọi lại cho nàng, nghe thấy tham âm phái đầu dây bên kia, Trương Dương. Trương Dương từ một tiếng, có chút trột dạ liếc cố dài đồng đang ngồi bên cạnh, rồi mới nhẹ giọng nói yên nhiên. Trong điện thoại truyền tới tiếng khóc của nàng, Trương Dương nhất thời khẩn trương lên, nhà đầu nay. Làm sao vậy, kẻ nào khi dễ ngươi, nói cho ta, là ai khi dễ ngươi. Sở Yên Nhiên thúc thiết khóc nói, ta, ta, ngoại công ta đột nhiên trúng gió, người mau tới, người phải giúp ta, nói xong nàng liên lập tức cúp máy. Trương Dương biểu hiện có vẻ trầm trọng, hắn hiểu tình cảm của Sở Yên Nhiên đối với ngoại công, bệnh tình lần này của Sở Trấn Nam khẳng định là không nhẹ, bằng không Sở Yên Nhiên chưa chắc đã chủ động liên hệ với hắn. Trương Dương xoay người lại nhìn cố dài đồng một chút, tuy nàng biểu hiện vẫn bình thường, nhưng trong lòng cũng có phần khó chịu. nhưng cố giai đồng tự nhắc nhở mình không nên gây áp lực cho trương dương muốn tiếp tục cùng hắn vĩnh viễn tự tại thì nhất định không được cản trơn việc tình cảm của hắn lại nói tới bản thân nàng là gái có chồng càng không có tư cách can thiệp tới chuyện của hắn trong lòng tuy rằng có chút mất mát nhưng nàng vẫn không chế được bản thân cố gắng ôn nhu nói có chuyện gì thế trương dương gật đầu từ sâu trong đôi mắt của cố giai đồng hắn cảm nhận được nột tâm của nàng hắn nhẹ nhàng cầm bàn tay nàng nhẹ giọng nói, ngoại công của Yên Nhiên đột nhiên đổ bệnh. Nàng ta muốn ta qua đó xem sao." Cố Gia Đồng dịu dàng nói, "Mau đi đi, ngàn vạn lần đừng có chậm trễ." Nàng càng biểu hiện rộng rãi như vậy càng khiến cho nội tâm Trương Dương có chút áy náy, Cố Gia Đồng mấy hôm nay tâm trạng cũng không được tốt, nhưng hiện tại có lẽ là hắn không thể ở bên cạnh nàng được nữa. Cố Gia Đồng nhìn thần tình phức tạp của hắn đã đoán được trong lòng hắn hẳn là có suy nghĩ, lắc lắc cổ tay hắn nói, "Đi đi." Ta không sao, ta ở nhà cũng có nhiều người mà, không cần phải lo cho ta." Yên Nhiên là một nữ hài tốt. Từ Đông Giang thuộc Bình Hải tới Tĩnh An thuộc Bắc Nguyên cũng đại khái khoảng chừng 500 cây em đường, Trương Dương đưa Cố Gia Đồng về nhà sau đó về khách sạn lấy hành lý, chạy thẳng tới Tĩnh An. Sở Trấn Nam sau khi tham dự một buổi tiệc về thì phát bệnh, tính tình lão hào sảng, thường ngày rất ít uống rượu, nhưng lần này gặp lại đồng đội và bộ hạ cũ, hết sức vui vẻ lên có uống vài chén. Không ngờ lúc về lại bị trúng gió, hiện tại đang điều trị tại bệnh viện quân khu Bắc Nguyên. Trương Dương hôm đó 9 giờ tối đã tới Tĩnh An, sau khi liên lạc với Sở Yên Nhiên, hắn lập tức tới bệnh viện quân khu. Tên cảnh vệ tiểu Trần của sở trấn Nam đã đứng sẵn ngoài cổng viện đợi hắn, thấy một chiếc xe biển hiệu Đông Giang vội vàng chạy ra đón, Trương Dương xuống xe nhìn, lần trước tới chỗ sở trấn Nam hắn đã gặp tiểu tử này, cho nên vẫn có ấn tượng, Trương Dương cười nói: "Chào. Sở Yên Nhiên đâu rồi?" vẻ mặt tiểu trần nghiêm túc, nàng đang ở cạnh thủ trưởng. Mau đưa ta qua đó. Sở Trấn Nam nằm ở phòng bệnh dành cho cán bộ cấp cao, ngoài cửa có tới hơn 10 người mặc quân phục chờ đợi, những người này đều là những nhân vật tai to mặt lớn tại quân khu Bắc Nguyên. Trương Dương còn nhận ra chính ủy quân khu Tĩnh An Hồng Trường Võ, sắc mặt đám tướng lĩnh hiện giờ phải nói là vô cùng khó coi, nói gì cũng là lão thủ trưởng đi uống rượu với bọn họ về rồi bị đổ bệnh, bọn họ chắc chắn không thể thoát khỏi trách nhiệm liên quan, Trương Dương vừa mới đi tới giữa hành lang, thì thấy sở yên nhiên từ trong phòng đi ra, tiểu ni tử này mặc áo hồng, quần jean xanh, đi giày đen, nàng vừa đi ra khỏi cửa, cả đám tướng lĩnh kia đã vội xuống vào hỏi, yên nhiên. Thế nào rồi? Mày liễu sở yên nhiên dựng thẳng, đôi mắt đẹp trợn trừng lên, nhìn qua cả đám một lượt rồi lớn tiếng, các người biết rõ ngoại công ta huyết áp cao, thế nào mà vẫn cứ để ngoại công ta uống nhiều như vậy? Lần này lão nhân ra mà xảy ra chuyện gì, ta nhất định không bỏ qua cho bất cứ kẻ nào đâu, các người đừng mong thoát tội. Cả đám tướng lĩnh thường ngày uy nghiêm thết ra lửa, nhưng lúc này đứng trước mặt sở yên nhiên đều hổ thẹn mà cúi gằm mặt xuống, tựa như tiểu ni tử này là lão sư của cả đám bọn họ vậy. Trương Dương đang đi lại thì cảm giác có tiếng bước chân phía sau, xoay người lại nhìn thì thấy một trung niên nhân cao lớn, hắn mặc bộ vest tông xám, tóc trải chuốt cẩn thận. Khuôn mặt biểu cảm, mày kiếm lãng mục đầy vẻ chính khí. Lúc Trương Dương nhìn hắn, Hắn cũng mỉm cười khẽ gật đầu với Trương Dương, sau đó ánh mắt cũng hướng tới chỗ Yên Nhiên cùng đám tướng lĩnh kia, ánh mắt và thần tình đầy phức tạp. Tên cảnh vệ tiểu Trần bên cạnh thấy trung niên nhân này thì hơi ngẩn ra một chút, sau đó vội vàng chào Tống bí thư. Vị trung niên nhân này chính là con rể của Sở Trấn Nam, phụ thân của Sở Yên Nhiên Tống Hoài Minh. Tống Hoài Minh hiện đang giữ chức bí thư thị ủy tỉnh An, phó chủ tịch tỉnh Bắc Nguyên, thuộc thường ủy tỉnh Bắc Nguyên là một người trẻ nhất trong các vị lãnh đạo thuộc thường ủy Bắc Nguyên. Hắn cũng là vừa mới hay tin Sở Trấn Nam bị trúng gió lúc nãy, sau khi kết thúc cuộc họp hắn lập tức chạy tới đây, có thể nói Tống Hoài Nam hết sức chú ý tới đứa con gái của mình. Sở Yên Nhiên Lơ đang ngoái đầu nhìn lại mới trông thấy Trương Dương, khuôn mặt không khỏi đỏ lên, không biết lúc nãy to tiếng với đám người kia có bị hắn trông thấy hay không. Nhưng trông thấy phụ thân thì nét mỉm cười trên miệng tắt hẳn, thay vào đó vẻ băng xương phủ lên trên khuôn mặt xinh đẹp. Trương Dương cũng chưa biết cái người trung niên nhân cạnh mình là phụ thân của sở yên nhiên, hắn tiến tới thân thiết nói, nhà đầu, ngoại công người thế nào rồi. Tống Hoài Minh đi ngay phía sau Trương Dương, thấy hắn sưng hô với con gái mình như thế, hơi nhíu mày một chút, không cần phải hỏi cũng đón ra được tiểu tử này và nữ nhi mình quan hệ không tầm thường. Nhưng trước giờ chưa bao giờ nghe nói nữ nhi có người yêu cả, xem ra là bản thân đối với nữ nhi vẫn còn rất thiếu quan tâm. Tống Hoài Minh nói yên nhiên ngoại công ngươi sao rồi? Trương Dương không khỏi có chút ngạc nhiên quay lại nhìn Tống Hoài Minh. Bất quá Sở Yên Nhiên không thèm để ý tới câu hỏi của Tống Hoài Minh mà nhỏ giọng nói với Trương Dương, ngươi theo ta vào xem đi. Tống Hoài Minh đối với sự lãnh đạm của nữ nhi đã sớm có chuẩn bị, hắn không tỏ thái độ gì, vốn đang định tiến nhập phòng bệnh thì lại bị Sở Yên Nhiên cản lại, ngươi về đi. Ngoại công không muốn thấy ngươi. Đám quân nhân bên ngoài thần tình đồng tình với Sở Yên Nhiên mà nhìn Tống Hoài Minh sở yên nhiên đóng cửa phòng, Tống Hoài Minh cũng chỉ có thể đợi ngoài cửa. Tống Hoài Minh bất đắc dĩ lắc lắc đầu, lúc này chính ủy quân khu tĩnh An Hồng Trướng võ bước tới chào hỏi Tống Bí Thư tới rồi. Tống Hoài Minh gật đầu, chỉ chỉ ra phía kia, hai a à người cũng đi ra chỗ xa xa để tiện nói chuyện. Hồng Trường Võ cũng là một trong những thường ủy của tỉnh lỵ Tĩnh An, quan hệ với Tống Hoài Minh vẫn rất tốt, những năm gần đây đều cố gắng hòa giải mối quan hệ giữa Lão Thủ trưởng và Tống Hoài Minh, mặc dù rất lỗ lực nhưng kết quả vẫn không có tiến triển gì, ngược lại còn bị lão thủ trưởng mắng cho không ít lần. Hồng Trường Võ nhìn Tống Hoài Minh một chút, thấp giọng nói, chúng ta cũng đã khuyên lão thủ trưởng rồi, bất quá vì vui vẻ nên ngài cứ cố uống vài chén. Tống Hoài Minh đối với tính cách của lão nhạc phụ này rất rõ ràng, hắn cười khổ nói, tính tình lão nhân ra vốn vậy, đã muốn việc gì thì chẳng ai có thể ngăn cản được. Tình huống hiện tại thế nào rồi? Bác sĩ nói không có nguy hiểm gì, bất quá niên kỷ lão nhân gia đã cao sợ rằng muốn bình phục hoàn toàn xem chừng là mất khá nhiều thời gian tống hoài minh nói lão gia tử tính tình nôn nóng lão phải nằm trên giường bệnh lâu như vậy khẳng định là sớm phát rồ lên cũng có thể là như thế bất quá tiểu tử trương dương kia hẳn là có chút biện pháp trương dương hồng trường võ gật đầu chính là tiểu tử lúc nãy đi vào trong phòng cùng với yên nhiên nghe nói đầu áp chủ nhiệm ban kế hoạch hóa gia đình xã hắc sơn tử Lần trước bệnh đau lưng của lão gia tử cũng là hắn chữa cho, lão gia tử có vẻ rất ưng hắn. Hắn dừng lại một chút rồi nói, Yên Nhiên và hắn quan hệ cũng có vẻ không sai. Tống Hoài Minh là dạng nhân vật gì, tự ám chỉ của Hồng Trường Võ đã đoán ra được, cái tiểu tử tên gọi Trương Dương kia vô cùng có khả năng chính là người yêu của Yên Nhiên, bất qua Tống Hoài Minh có chút không hiểu, con gái mình thế nào lại quen biết một tên chủ nhiệm ban kế hoạch hóa gia đình ở một xã tại tỉnh Bình Hải hai người đang nói chuyện thì lại có người chạy tới, đó là hai vợ chồng cục trưởng cục cảnh sát Kinh Sơn Tạ Trí Quốc, hắn và bọn Tống Hoài Minh đều là người quen. Kỳ thực ngoại trừ cái lão tham mưu sở chấn nam vốn bất hòa với con rể mà không chịu gặp mặt ra, hầu như đám tiểu bối của lão đều quen biết với Tống Hoài Minh. Tống Hoài Minh này thái độ làm người rất tốt, năng lực chấp chính cũng cao, kể từ lúc đảm nhiệm chức vụ bí thư thị ủy Tĩnh An, kinh tế Tĩnh An từ đứng thứ ba đã nhảy vọt lên hạng đầu về tăng trưởng trong cả nước, trở thành một trung tâm kinh tế chính trị lớn của phía Bắc. Tống Hoài Minh tuy rằng bình thường rất ít gặp mặt nữ nhi, thế nhưng thông qua các quan hệ, nhất cử nhất động của nữ nhi hắn đều quan tâm. Hắn cùng hai vợ chồng tạ trí quốc bắt chuyện, đều là nói về tình hình bệnh của Sở Trấn Nam. Sở Trấn Nam tuy rằng đang bệnh, nhưng tinh thần thì vẫn rất bình thường. Lúc này lão đang nằm trên giường bệnh ồn ào, con mẹ nó, ta không có bệnh, bắt ta nằm ở đây làm cái gì. Lão tử mưa bom bão đạn còn không sợ, chút cảm mạo vớ vẩn ấy lại ngại sao yên nhiên làm thủ tục xuất viện cho ta đi sở yên nhiên cùng trương dương cùng bước vào vừa lúc nghe thấy tiếng lão sở yên nhiên cả giận sở lão đồng chí người thế nào không chịu yên đi cứ để cho người khác phải lo lắng thế già đâu như vậy mà cứ như một hài tử vậy cứ loạn lên như vậy hay là muốn vài ngày nữa mọi người cùng đứng nhìn ngưới trong lá quốc kỳ sở chấn nam mở to mắt nhìn ngươi là cháu gái ta mà sao lại nói với ta như là thím ta vậy ngươi có lương tâm không nói xong lão mới để ý thấy trương dương đứng đằng sau yên nhiên tựa như thấy vị cứu tinh lão hứng phấn kêu lên thần y trương dương a à, ha 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 ngươi đến rồi mau mau cứu ta ta ở cái chỗ này khó chịu lắm rồi sở yên nhiên sẵn giọng bác sĩ nói ngươi đừng có hưng phấn quá thành thật một chút đi sở chấn nam ủy khuất nhìn cháu gái đứa cháu này đúng là nữ quái A, à, ngay cả trước mặt người ngoài cũng không cấp cho lão già này một chút mặt mũi nào. Trương Dương đi tới ngồi cạnh giường sở chấn nam, cầm lấy cổ tay phải của lão. Sở chấn nam có chút lo lắng hỏi, ta nửa người đều tê dần, cả tay lẫn chân đều vô lực. Trương Dương cười nói, lão thủ trưởng A, à, người gọi ta là thần y thì phải tin tưởng ta chứ. Có bệnh nào không chữa được mà lại là thần y không? Hắn xem qua mạch cho sở chấn nam, trong lòng rất nhanh minh bạch, lão gia tử bị trúng gió đột ngột, bất quá cũng không nặng, không xuất hiện các triệu chứng như da thịt tái xanh, mồm méo mắt lệch, ngôn ngữ hàm hồ, thần chí bất minh. Hiện tại chỉ có chút trở ngại về hoạt động, hẳn là thuộc về trung kinh lạc bệnh trạng, phương pháp trị liệu là đả thông mấy huyệt nhân trung, phong long, tam âm giao, thái trùng, và đương nhiên châm cứu là chính. Trương Dương tra xét bệnh tình sở chấn nam xong, trong lòng đã có tính toán, mỉm cười nói, ngài cũng đừng nóng lòng, trước tiên nghỉ ngơi cho thật tốt. Sáng mai ta sẽ châm cứu cho. Sở Chấn Nam vốn tính nôn nóng, vừa nghe thấy phải chờ tới sáng mai thì nóng lòng. Đêm nay với sáng mai thì có khác gì nhau? Ngươi cứ châm luôn cho ta đi. Sở Yên Nhiên cả giận, ngươi là bác sĩ hay hắn là bác sĩ? Trương Dương chạy từ Đông Giang tới đây, ngay cả ăn còn chưa kịp, ngươi không định để cho người ta sống nữa à? Sở Chấn Nam bất bình, Thiên Vi a, à? sao ngươi lo lắng cho hắn thế? thương yêu hắn như vậy mà không biết thương lấy lão giả nãy một chút. Sở yên nhiên bị hắn nói cho đỏ cả mặt, vội nói, lão quái chỉ biết nói bậy. Sở yên nhiên quan tâm khiến cho Trương Dương cảm thấy ấm áp, hắn nhẹ giọng nói, lão thủ trưởng, không phải là ta không muốn chữa ngay, mà bệnh tình của người vừa mới, cơ thể còn yếu, phải đợi khỏe lên một chút đã. Sở chấn nam gật đầu, thở dài nói, lần này tất cả giao cho người đó. Yên nhiên, đẫn hắn đi ăn cơm đi sở yên nhiên vốn định đi nhưng lại nghĩ đến phụ thân đang ở bên ngoài liền lắc đầu nói ta ở đây nàng ấy náy nhìn trương dương hắn cũng minh bạch nàng đang nghĩ gì liền nói yên nhiên lão nhân gia đang bệnh ngươi cứ ở lại trông nom đi có việc gì cứ điện cho ta sở trấn nam nói với tiểu trần tiển trần ngươi nói với hồng trường võ an bài cho trương dương nhỉ là nhà khách quân khu lão nhân gia này mặc dù đã về hưu từ lâu nhưng lực ảnh hưởng trong quân khu bắc nguyên này vẫn còn rất mạnh Lời hắn nói vẫn là quân lệnh, không có gì phải nghi ngờ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 115.